cho mấy chị nha. Mấy chị chia sẻ bài lên trang cá nhân hai lần giùm em ha, hai lần lên trang hội nhóm. Để em bắt đầu like mấy chị ha. Chà. Thấy không? Được chưa? Hơi thấp đi mọi. Cái ghế nhà nó cứ không chị? Được chưa? Không xuống lắm mà chị nhẹ quá. Dạ. Em vừa ngồi vãng hả? Ừ. Anh đưa lớp. Đưa nhẹ đi. Mấy chị chia sẻ bài lên hai lần đăng cá nhân hai lần hội nhóm em để em xả đồ ngủ cho mấy chị ha. Chỉ từ 10k thôi. Rồi em ơi, đồ của chị mấy hôm nay gửi chưa em? Đơn điện rồi, Hồng Phiên Nguyễn. Đơn điện rồi, Hồng đã đi rồi. Đơn điện rồi, hàng đã đi rồi chị ha. Rồi rồi em bắt đầu em like nha chị ha. Mời chị biết. Hôm nay em xả đồ ngủ cho mấy chị ha. Đầm ngủ, đầm ngủ, đồ bộ ngủ ha. Giá chỉ từ 10k. Rồi, đầu like em xả cho mấy chị con này ha. Kim mẹ, kim bên trang trai. Chưa thấy mà. Thấy chưa? Kim chưa? Bên này nữa. Này kia đi. Chưa thấy. Không thấy. Nó bị ẩn comment rồi, các chị ơi chấm màn cho em với nào. Rồi em thấy chị Mỹ ha. Đồ ngủ sexy đi chị. Dạ rồi, ok chị, đợi em xíu ha. Đó, kim lại đi. Rồi em bắt đầu online cho mấy chị nha. Xem cho mấy chị con đầm ngủ tay dài nha mấy chị ha. Con đầm ngủ tay dài này cho em ha. Con này tầm 45 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Con này em xả cho mấy chị 29k thôi ha. 29k thôi mấy chị ha. Con đầm ngủ tay dài 45 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em ha. Ai lấy con đó comment cho mã tay dài ha. Kim đi mẹ, kim cái phần của chị đi. Kim rồi mà. Của phần bên kia kìa. Tay bên kia kìa. Thấy không? Thấy rồi, kim rồi. Ủa sao nó không hiện ta? Của chị đúng không? Ừ. Cái giọng điêu này mà. Chấm bài mày chị ơi. Ôi chị nào thấy em cho em xin một chấm hả? Thấy không? Mấy cái bộ nó ta. Rồi lên cho mấy chị một con đầm ngủ nè ha. Một con đầm ngủ dây nè. Đây một con đầm ngủ dây ha. Con này từ 45 tới 55 kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị ha. 45 tới 50 kg, 55 kg bắt đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho em mã dây ha. Con này em sẽ cho mấy chị giá 29k thôi ha. 29k, ai lấy con này comment cho em mã dây nha mấy chị. 45 tới 55 kg trở lại là vừa ha. Ai lấy con này comment cho em mã dây. Rồi đây cho mấy chị một con quần ngủ ha. Quần này quần lẻ nha mấy chị. Con quần ngủ ha. Con này là từ 45 tới 55 kg bắt đầu là vừa cho em ha. Con này em sẽ cho mấy chị 10.000. Ai lấy con này comment cho em là A120 ha. A120 10k mấy chị ha. 45 tới 55 kg bắt đầu là vừa. Rồi lên cho mấy chị một con đầm ngủ dây nè. Con này vải phi mấy chị ha. Con này vải phi ha. Con này từ con này 45 tới 55 kg là vừa cho em nha. 45 tới 55 kg là vừa cho em mấy chị ha. Cực kỳ sexy luôn ha. Con này em sẽ cho mấy chị giá 29k, 29k ha. Ai lấy con này comment cho em là A529 cho em nha. A529 cho mấy chị 29k thôi ha. 45 tới 55 kg bắt đầu là vừa cho em nha. Ai lấy con này comment cho em là A529 29k mấy chị hả?
Rồi em chào chị Mai Lương nha. Em chào chị. Rồi lên cho chị một con áo rẻ nha. Áo rời này mấy chị, một con áo dây rời này, con này sẽ con này 40 tới 50 kg mới đầu là vừa cho em ha. 40 tới 50 kg mới đầu là vừa cho em ha. Con này em sẽ cho mấy chị 10k ha. Ai lấy con này comment cho em mã áo nha. Dây 29k mi. Dây 29k cho mi nè. Rồi mi trà chốt đủ đơn cho em nha. Mấy chị chốt hàng đủ đơn nha, mai đơn trên 80k là bên em đi hàng nha mấy chị ha. Rồi con áo lẻ mấy chị ha, con áo lẻ này em sẽ cho mấy chị 10k thôi. 10k lấy con này comment cho mã áo nha mấy chị. Rồi lên cho mấy chị áo Hồng Khuyên Nguyễn này. Áo cho Hồng Khuyên Nguyễn. Rồi em lên tiếp cho mấy chị một con váy đen này ha, một con váy dây đen cho mấy chị luôn nha. Con này là con này từ 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em ha. Con này em sale cho mấy chị giá 39k thôi. 39k mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã đen ha. Ai lấy con này comment cho mã đen mấy chị ha. Cực kỳ sexy luôn ha. Mà vải này là mặc cực kỳ mát luôn mấy chị. Trời nóng này là mặc mấy cái con vải này là tối ngủ nó thoải mái nè. Ai lấy con này comment cho mã đen ha. Mã đen 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa 39k. Rồi lên cho mấy chị một con quần rời nè. Một con quần rời mấy chị ha. Con này 45 tới 55 kg là vừa cho em nha. 45 có cái gì? Có dạng khóa không sót. Có dạng khóa không chị? À dạ. Áo áo dài dài. Cứ theo dõi like cho em. Đây chị cứ theo dõi like cho em chị ha. Giờ em xả nên là em bóc trúng con nào em like con đó cho em cũng không biết nữa. Rồi lên cho mấy chị một con quần rời ha. Con này 45 tới 55. 45 tới 55 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 45 tới 55 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 10k thôi mấy chị. 10k lấy con này comment cho mã quần ha. Mã quần 10k cho em nha. Rồi lên cho mấy chị một con áo dây nè. Một con áo dây này còn tan mạc luôn cho em nha mấy chị ha. Chị mà mấy chị mua cái con áo dây này mỏng với cái con quần rời hồi nãy á là nó thành một bộ mấy chị. Một con áo dây này với quần rời nãy á, con này 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Còn tan mát luôn này ha. Con này sẽ cho mấy chị 20k. Ai lấy con này comment cho em mã còn tem ha. Còn tem 20k nha mấy chị. 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa. Mấy chị phối con này với lại cái quần hồi nãy nó vừa là đủ một bộ mấy chị ha. Rồi lên cho mấy chị nguyên bộ nè. Rồi lên cho mấy chị nguyên bộ mấy chị ha, nguyên bộ dây cho em luôn nè ha. Đây nguyên bộ dây với quần cho em luôn nha mấy chị. Nguyên bộ còn dây với quần cho em luôn ha. Còn tem Ari Dương chốt thủ đơn cho em nha. Ari Nam Dương chứ còn tem. Rồi lên cho mấy chị một con bộ đi mấy chị ha, nguyên set luôn mấy chị ha. Đây nguyên set dây cho em nha. Bộ này là bộ này từ 45 tới 55 kg là vừa cho em nha mấy chị. 45 tới 55 kg là vừa cho em ha. Này mấy chị có quần này phía dưới phần quần là có đen ha. Đây dây cũng vậy nè. Bộ này em sẽ cho mấy chị 30k thôi, 30k ha. Ai lấy con này comment cho mã bộ nha mấy chị. Mã bộ 30k cho em ha. 45 tới 55 kg bắt đầu là vừa cho em ha. Đây bằng nguyên bộ nha mấy chị ha. Sexy nữa. Ai lấy con này comment cho mã bộ nha mấy chị. Mã bộ 30k. Rồi lên cho mấy chị một con á. Rồi lên cho mấy chị một con váy dây nè. Chốt đủ đơn nha mấy chị ơi. Mấy chị chốt đủ đơn cho em ha. Hồng Khuyên Nguyên. Đơn trên 80k là bên em đi hàng mấy chị hả? Rồi lên cho mấy chị một con dây nè, một con váy dây cho em mấy chị ha, một con váy dây cho em. Con này là từ 45 tí 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em ha, để em bận với mấy chị coi nha. Đây mấy chị ha. Con này là 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị ha. 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em ha. Hai dây nha mấy chị ha. Con này em sẽ cho mấy chị 30k thôi ha. 30k nha mấy chị ha. 30k 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em. Ai lấy con này comment cho em là A129 cho em hả? A129 cho em nha mấy chị, 30k thôi hả? Giá cực kỳ rẻ luôn mấy chị hả? Giá cực kỳ rẻ, một cái vải này nó thật với mấy chị chứ. Cái vải này nó mặc sướng lắm. Rồi ai lấy con này comment cho em là A129 cho em nha. A129 30k 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa. Rồi tiếp lên cho mấy chị một nè.
tiếp đi cho mấy chị một con váy dây nè hả, một con váy dây phía trước ngực là ren gem nha mấy chị, phía trước ngực là ren gem ha, cực kỳ sexy luôn mấy chị ơi, cực kỳ sexy luôn ha. Con này à, bốn con này là 55kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị ha, 55kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị ha. Con này em sẽ cho mấy chị 29k ha. Chị ơi chị chốt A129 xe số cho em hả? 129 của chị Ari Nam Dương rồi. Ari Nam Dương. Mấy chị chốt hàng kèm số điện thoại ha, mã cộng số điện thoại cho em mấy chị hả? Rồi con này 40 tới 55kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 55kg bắt đầu là vừa cho em ha, cực kỳ sexy luôn mấy chị. Phần ngực là phần ren cho em ha, phần ngực là ren ở phía dưới cũng ren nha mấy chị. Con này em sẽ cho mấy chị 29k thôi ha, 29k. Ai lấy con này comment cho em là A01 nha. A01 29k nha mấy chị hả? Một con quần mấy chị ha. Một con quần này mấy chị, con cái quần này với cái áo hồi nãy là được một bộ này mấy chị. Cái quần này với cái áo dây hồi nãy là được một bộ này mấy chị. Con này là cũng 45 55 kg mới đầu là vừa cho em mấy chị. Chị cao bao nhiêu vậy ạ? À? Dạ em cao 1m57 thôi chị. Rồi đây, con này bận với cái áo hồi nãy là được nha mấy chị ha. Con này em sẽ cho mấy chị 10k thôi, 45-55kg bắt đầu là vừa cho em ha. 45-55kg bắt đầu là vừa. Em cao 1m57 nha chị ơi. Rồi ai lấy con này comment cho em là A120 cho em ha. A120 10k nha mấy chị ha. A120 10k, 45-55kg bắt đầu là vừa. Rồi đây em đem cho mấy chị một con zoom này ha, con này cực kỳ sexy luôn mấy chị ơi. Trời ơi, mặc cái con này thì chồng chết mơ chết mệt luôn. Đây một con áo, một con zoom cho em nha mấy chị ha, một con zoom cực kỳ sexy cho em luôn nè. Đây con này 40-50kg là vừa cho em nha mấy chị, ở phía dưới đây nha mấy chị, ở phía dưới là phần zoom cho em nha mấy chị ha, phía dưới là gò lại cho em nha, phía dưới zoom cho em nha mấy chị. Đây nó ngắn xạ chung luôn cả, nó ngắn nha mấy chị ha. Con này em sale cho mấy chị 29k thôi ha, cực kỳ sexy luôn nè, cực kỳ quyến rũ cho em luôn nha mấy chị. Mấy chị nào mà thích sexy thì nhanh tay hốt con này ha. Đây phía dưới đó. Phía dưới là nó gài lại nha. Nó gài lại như thế này nè mấy chị ha. Dạng như đồ bơi ấy. Nè. Đây. Đây nha mấy chị ha, cực kỳ sexy, cực kỳ quyến rũ. Ai lấy con này comment cho mã sexy ha. Ai lấy con này comment cho mã sexy nha mấy chị ha. 29k 40 tới 50kg quay đầu là vừa cho em mấy chị ha. Em like áo ngực, em like đồ ngủ với lại áo ngực sang kẻ với mấy chị lựa, dễ lựa ha. Rồi lên cho mấy chị tiếp một con đầm dây này, con này ngắn nha mấy chị hả? Con này đầm ngắn nha mấy chị, đây con này ngắn cho em ha. Ai lấy con này comment cho mã nâu nha, 50kg ở đầu là vừa cho em mấy chị ha. 50kg ở đầu là vừa cho em ha, con này em theo cho mấy chị 20k thôi, 20k thôi nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho mã nâu. Có bộ dài không á? Thì theo dõi like chị ha. Rồi ai lấy con này comment cho mã nâu nha chị ha. Rồi em lên cho mấy chị một con áo ngực đút xu nè mấy chị ha. Một con áo ngực đút xu cho em ha. Áo ngực là đồng giá 39k mấy chị ha. Áo ngực đồng giá 39k. Rồi em đem cho chị một con áo ngực đút xu size 38 cho em ha. Size 38 cho em nha mấy chị ha. Con này không độn ha. Con này không độn cho em nha mấy chị. Ở phía sau đó mấy chị ha. Phía sau đây. Phía sau của nó như thế này ha. Ai lấy con này comment cho em là A507 cho em ha. A507 size 38 cho em nha mấy chị. Áo ngực đồng giá 39k ha. Áo ngực đồng giá 39k. Ai lấy con này comment cho em là A507 ha. A507 39k size 38 không độn mấy chị ha. Rồi lên cho mấy chị một con đỏ dạng bờ ra cho em nè. Một con nỏ dạng vừa ra cho em nha mấy chị ha. Con này size 40 cho em ha. Con này size 40 cho em nha mấy chị ha. Đâu mi trà. Đây, con này size 40 cho em nha mấy chị ha. Dạng bờ ra cho em ha. Dạng bờ ra cho em nha. Con này độn 3 phân cho em nha mấy chị. Độn 3 phân cho em ha. Dạng bờ ra. Ai lấy con này comment cho mã bờ ra mấy chị ha. Mã bờ ra nha. 39k. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con dây nè mấy chị. Con khuyên nguyện cho em lại số để em ghi cột số của mình chị ơi. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con áo dây mấy chị ha. Có
không phiên nguyện còn có đó lên lại số cho em đi chị ơi. Một con áo dây nha mấy chị, một con áo dây ha. Bà ra không phiên nguyện đây lên lại số cho em chị yêu ơi. Có cái nhà này nó có cái này không ta? Rồi, đây cho mấy chị một con áo rồi ha. Con này 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. Con này em sẽ cho mấy chị 20k thôi ha. 20k ai lấy con này comment cho em mã áo cho mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. Ông khuyên nguyện cho em lại số nha chị ơi. Em sẽ like xanh kẻ chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một con chân váy nè. Một con chân váy mấy chị ha. Mã bà ra hết rồi. Đây em lên cho mấy chị nguyên bộ luôn nè. Em lên cho mấy chị nguyên bộ luôn mấy chị nè. Một con áo dây ha. Một con áo dây với rồi, con chân váy cho em nha mấy chị. Chị đẹp nhiều nha. Một con áo dây với một con chân váy cho em ha. Con này em sale cho mấy chị 39k thôi ha. 39k nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em mấy ha. Nguyên bộ cho em luôn mấy chị ha. Đây áo dây mấy chị hả? Áo dây, chân váy cho em nè. Rồi con này em sẽ cho mấy chị 20k thôi ha. Nãy em báo lộn 20k thôi mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho em mã bộ đen ha. Mã bộ đen 50kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị ha. 50kg bắt đầu là vừa. Rồi lên cho mấy chị một con đầm này. Một con đầm 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 vải á. Vải lưới cho em nè. Ren kiểu dạng ren. Nó bị đá rồi. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con dạng đầm đen cho em nè. Bên em đang gọi điện cho chị Hiệp Nguyễn ơi. Con này sexy cho em mấy chị hả? Đây dạng này cho em. Bên em đang điện chị Thu Nguyễn ơi. Lên mọi người cho mấy chị coi nè. Dạng đầm đen mấy chị hả? Tại vì đơn nhiều nên là gọi chậm hơn một chút xíu nên các chị thông cảm nha. Đây nè mấy chị, ai mà thích sexy thì lấy cho em con này hả? Đây dạng đầm ren nha mấy chị, dạng đầm ren ha. Con này em sale cho mấy chị 20k thôi ha. 20k thôi nha mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã ren ha. Mã ren nha mấy chị ha, cực kỳ sexy cho em luôn. Cực kỳ sexy cho em luôn. Ai lấy con này comment cho mã ren ha. Mã ren 20k thôi mấy chị ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em. Bao nhiêu bộ em có báo giá trên từng con nha mấy chị ha. Mà chỉ từ 10k cho tới 39k thôi. Rồi em lên cho mấy chị một con áo ngực đúc su nè. Mới, hàng mới. Con này hàng áo ngực bên em là hàng new nha mấy chị ha. Còn new tan mà trong bị này cho em luôn ha. Áo ngực bên em là hàng new nha mấy chị. Con này size 34 cho em nha mấy chị ha. Size 34 cho em, size nhỏ cho em ha. Con này là ren em tặng với chị Hồng Phi Nguyễn đó. Con này không độn cho em nha mấy chị ha. Không độn cho em ha. Ai lấy con này comment cho em là mã nu. Ai lấy con này comment cho mã nu nha mấy chị ha. Màu nu cho em nha. Màu nu size 34 cho em mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã nu. Rồi lên cho mấy chị con hoa này, con hoa xanh nè. Con hoa xanh này size 38 cho em ha. Rồi lên cho mấy chị một con hoa xanh nè. Con này size 38 cho em nha mấy chị. Con này không độn cho em ha. Không độn nhưng mà nó có nâng ngực nha mấy chị. Không độn nhưng nó có nâng ngực ha. Ai lấy con này comment cho mã hoa xanh. Mã hoa xanh nha mấy chị. Áo ngực đồng giá 39k thôi ha. Hàng new, hàng mới cho em nha mấy chị. Đen, ai lấy con này comment cho mã hoa xanh size 38. Hay là bị sai số chị Thu Nguyễn ơi. Nếu mà 3 ngày chắc em nghĩ là sai số rồi chị ơi. Rồi em lên cho mấy chị một con dạng áo bà ra nè. Có độn độn muốn phía trong luôn mấy chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một con dạng áo bà ra mấy chị hả. Con này 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. Phía trong mấy chị, phía trong nó có độn độn muốt luôn nha. Mấy chị không cần phải mặc áo ngực. Con này em sale cho mấy chị 20k thôi ha. 20k ai lấy con này comment cho mã xám nha. Mã xám mấy chị hả, áo bờ ra cho em nha. 20k. Áo ngực đồng giá 39k chị ơi, hàng new cho em nha. Em cũng không rõ nữa chị Hiệp Nguyễn ơi. Chắc là hôm nay sẽ có tới này. Đơn áo ngực thì như sáng nay gọi. Đơn áo ngực là sáng nay gọi điện cho chị Hiệp Nguyễn ơi. Rồi lên cho mấy chị một con đúc su mấy chị hả. Một con đúc su size 38 cho em nha. Một con đúc su không nâng không con trục ngốc mà xám. Một con đúc su cho em nha mấy chị. Một con đúc su cho em size 38. Con này không độn nhưng nó có nâng ngực nha mấy chị. Không độn nhưng nó có nâng ngực nha. Ai lấy con này comment cho mã đen nha mấy chị. Đen size 38 cho em ha. Hàng
hợp đồng giá 39k. Rồi lên cho mấy chị một con đầm dài tay nè, một con váy ngủ dài tay cho em nha. Một con váy ngủ dây tay cho em nha mấy chị, 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. Vải thun cho em ha. Con này em xe cho mấy chị giá 30k ha. Con này em xe cho mấy chị 30k, 50kg bắt đầu là vừa cho em. Ai lấy con này comment cho mã đầm dài ha. Ai lấy con này comment cho mã đầm dài cho em mấy chị ha. Đầm dài 30k. Rồi ok chị Hiệp Nguyễn này. Bên em đang điện đơn ở ngực sáng nay chị nè. Xám hết rồi nha. Xám em hết. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đầm dây nè. Đầm dài cho chị con chuột ngốc. Dây kéo á. Kiểu dạng dây kéo á. Cầm cái nào mới đúng với bà nội. Rồi em đây cho mấy chị một con đầm dây mấy chị ha. Dạng dây chéo lưng cho em nha mấy chị. Chéo lưng cho em ha. Chéo lưng cho em nha mấy chị ha. Chéo lưng cho em nha. Con này em sẽ cho mấy chị 20k thôi. Con này 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. Đây 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho mã vàng ha. Mã vàng nha mấy chị ha. 20k 50kg bắt đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho mã vàng. Rồi một con vải von này mấy chị, một con đầm von cho em ha. Một con đầm von cho em nha mấy chị. Con này 50kg bắt đầu là vừa nha mấy chị hả? 50kg bắt đầu là vừa cho em. Rồi con này vải von mấy chị ha, đây mặc như thế này ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị ha. Con này em sale cho mấy chị giá 29k ha. 29k ai lấy con này comment cho mã đầm von mấy chị ha. Đầm von 29k, 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em thôi. Rồi ok chị Thu Nguyễn bên em kiểm tra lại cho mình nha. Ồ lên tiếp cho mấy chị một con áo ngực. Con này màu xám mấy chị ha. Một con. Lên cho mấy chị một con áo ngực màu xám này size 38 cho em nha mấy chị. Các chị thích em lên gì cứ comment lên cho em đi nào mọi người ơi. Một con size 38 nha mấy chị ha. Con này không độn nhưng mà nó có nâng ngực nha mấy chị. Không độn nhưng nó có hai nâng ngực cho em nha. Hàng bên em là hàng đúc xu xuất nhật cho em nha mấy chị ha. Hàng xuất nhật cho em nha. Áo ngực bên em là còn nguyên tan mạc, hàng mới 100%. Đồng giá 39k thôi mấy chị ha. Đây một con màu xám nha mấy chị. Một con xám size 38 cho em ha. Size 38 cho em, không độn nhưng có nâng ngực nha. Ai lấy con này comment cho mà xám. Xám 38. Rồi lên cho mấy chị một con xanh nè. Một con này có độn nha mấy chị. Con này size 38 cho em này, có độn cho em nè, độn 38. Size 38, số đơn chị Hiệp Nguyễn này. Hiệp Nguyễn cho em số luôn nha người đẹp ơi. Để lúc nào khi size số kia thì có số để mời em gọi ha. Rồi một con này size 38 cho em nha mấy chị. Màu xanh size 38 cho em ha. Ren xanh cho em nha mấy chị ha. Cực đẹp luôn ha. Một con ren xanh cho em nha mấy chị. Con này size 38, độn 3 phân cho em mấy chị ha. Độn 3 phân cho em ha. Ai lấy con này comment cho em là xanh 38 cho em ha. Xanh 38, độn 3 phân cho em nha mấy chị ha. Rồi ai lấy con này comment cho em là xanh 38 nha mấy chị. Xanh 38 cho em ha. Xanh 38, độn 3 phân cho em nha mấy chị ha. Xanh 38 nhóm trẻ xanh hô. Chốt đủ đơn luôn chị yêu ơi. Mấy chị ráng chốt đủ đơn nha em nha. Đơn trên 80k là bên em đi hàng mấy chị ha. Rồi lên cho mấy chị một con bộ nè. Một con bộ cho em nha. Bộ ren, bộ dây cho em nè mấy chị. Bộ dây cho em nè ha. Con này 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. Nguyên bộ cho em nha mấy chị.
chân váy cho em ha, áo áo dây còn chân váy mới gì hả? Đây chân váy cho em nè, đây chân váy, chân váy pha ren cho em nhắm chị, con này em sale cho chị 20k thôi hả, 20k thôi nè. Ai lấy con này comment cho em là mã bộ bộ dây ha, bộ dây 20k cho em nha, 50kg với đâu là vừa. Ai lấy con này comment cho mã bộ dây cho em ha, mã bộ dây 20k thôi mấy chị, ở đâu mà rẻ bằng. Rồi ok chị nhóm trẻ xanh hôm em lên áo ngực cho chị hả? Chị mặc size mấy chị ơi? 36 hoặc 38. Rồi lên cho mấy chị một con hồng size 34 này, mấy chị một con hồng size 34 này ha. Con hồng size 34 cho em nha mấy chị, không độn cho em ha, không độn cho em nha mấy chị, hồng size 34 ha. Ai lấy con này comment cho mã hồng ha. Hồng. Rồi ok chị Thu Nguyễn này. Cứ thay đỏ ra cho em này. Rồi lên nha cho mấy chị một con hồng mấy chị ha, con này size 34 không độn cho em nha mấy chị, size 34 không độn cho em ha. Ai lấy con này comment cho mã hồng ha. Mã hồng size 34. Cứ thay giỏi ra chị con nhược ngốc ơi. Ren đó hả? Ren có ren luôn, áo ngực ren luôn chị ơi. Đây áo ngực ren đây con này có ren này mấy chị. Con này ren màu xanh cho em này hả? Một con ren này mấy chị ha, một con ren này size 34 cho em. Size 38 ở siêu năng. Có luôn chị Bích Liên Vũ ơi, cứ thế gọi like cho em nè. Rồi một con ren, con ren này mấy chị nha, con ren này size 34 cho em ha. Con này độn 3 phân nha mấy chị, độn 3 phân cho em ha. Ai lấy con này comment cho mã ren ha, ren 34 cho em ha. Ren 34 cho em nha mấy chị, áo ngực đồng giá 39k thôi. Mấy chị size 42 cho em luôn hả? Size to nha mấy chị, size bô size này size to nè, size 42. Một con size to cho em nha mấy chị, size 3, size 42 cho em luôn ha, size 42 cho em nha mấy chị, không độn cho em nha. Không độn cho em nha mấy chị, ai lấy con này comment cho em là mã ren to hả? Ai lấy con này comment cho mã ren to nha mấy chị ha, mã ren to size 42 cho em ha, không độn. Rồi em đây cho mấy chị một con áo ngủ nè, một con áo ngủ dây cho em mấy chị ha, màu xanh cho em ha. Màu xanh ha. Con này 50 kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50 kg với đầu là vừa cho em ha. Chỉ có 10k. Ai lấy con này comment cho em mã áo ha. Mã áo 10k cho em nha mấy chị, 50 kg với đầu là vừa ha. Ai lấy con này comment cho em mã áo, áo 10k. Rồi đây cho mấy chị một con áo á. Áo ngực dạng bra cho em nha. Con này màu đỏ mấy chị ha. Con này size 40 cho em nha mấy chị. Dạng bra cho em ha, dạng bra size 40 cho em mấy chị ha, dạng bra cho em nè. Dạng bra cho em nha mấy chị ha, size 40. Ai lấy con này comment cho mã bra cho em nha. Bra size 40 nha mấy chị. Size 32 đi chị. Dạ chị theo dõi like chị ha, chị đợi em xíu. Rồi, con này size 40 cho em nha mấy chị, size 40 cho em ha, dạng bra. Ai lấy con này comment trên mã bra ha, bra đỏ. Bra đỏ size 40 cho em. Rồi lên cho mấy chị một con áo dây nè. Một con áo dây cho em nha mấy chị ha. Một con áo dây cho em ha, 10k thôi. 10k thôi mấy chị ha. Con này 50kg với đầu là vừa cho em nha. 50kg với đầu là vừa cho em mấy chị ha. 10k, ai lấy con này comment cho em là A280 cho em. A280 10k. Rồi lên cho mấy chị một con màu xám cho em nè. Một con nâng ngực cho em nha mấy chị. Một con xám nâng ngực cho em, size 36 cho em này mấy chị, có nâng ngực cho em luôn ha. Con này có nâng ngực nha mấy chị. Nâng Kim Huệ Dương chốt áo ngực đen to lên số cho em chị ơi. Mấy chị chốt hàng kèm số điện thoại cho em nha chị. Mã cộng số điện thoại trên cùng một dòng cho em ha.
Rồi một con sám nha mấy chị, một con sám size 36 cho em ha, ở phía trong có đúc mực cho em nha mấy chị. Phía trong có đúc mực cho em ha, lấy con này. Rồi ai lấy con này comment. 80 Arizam Nam Dương. Ai lấy con này comment cho em là A113 nha mấy chị. A113 cho em ha, size 36 cho em nha mấy chị. Màu cực kỳ đẹp luôn ha, màu sám cho em nha. Có năng ngực nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho em là A113. Rồi lên cho mấy chị một con Renu cho em ha. Một con Renu này mấy chị. Chốt đi mấy chị ơi. Con bảy tư. Bảy tư là sao nhiêu chị? Bảy tư mà đẹp không? Bảy tư mà. Bảy tư là sao mấy này? Hả? Bảy tư. Bảy tư là bảy tư là bảy tư là sao ba? Bảy lăm là sao ba tư? Rồi lên cho mấy chị một con size 34 này mấy chị ha, một con ren size 34 cho em nha mấy chị. Con này size 34 cho em ha. Bên Kim Vũ chốt hàng lên số cho em chị ơi. Con này không độn nha mấy chị, không độn ha. Ai lấy con này comment cho mã Renu. Renu size 34 cho em nha mấy chị. Renu size 34 cho em ha. Không độn. Kim Hải Dương chốt thêm một con áo ngực nữa cho em ha. Rồi lên cho mấy chị một con hồng năng ngực cho em nè. Con hồng năng ngực cho em nha mấy chị. Con này size 32 này, nãy chị hỏi chị nào hỏi size 32 thì con này size 32 này mấy chị. Con này size 32 cho em này ha, đúc xu cho em, có năng ngực cho em luôn mấy chị ha. Có năng ngực cho em nha, size 32 nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho mã hồng ha. Mã hồng cho em ha, có năng ngực cho em luôn nha mấy chị. Ở phía trong hoàn toàn có năng ngực cho em luôn ha, size 32. Ai lấy con này comment cho mã hồng. Mã hồng size 32 nè. Bích Liên Vũ cho em số chế ơi. Lên cho mấy chị một con xanh này size 38 này mấy chị, một con xanh này size 38 cho em nha. Con này có năng ngực cho em luôn nha mấy chị ha. Con này có năng ngực cho em luôn nè mấy chị. Đây phía trước có viền hồng cho em nha mấy chị, đang dây hồng cho em ha. Con này size 38 cho em nha. Có năng ngực mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho em là A584 cho em mấy chị ha. A584 size 38 cho em nha. A584 size 38 có năng ngực nha mấy chị ha. Có năng ngực cho em luôn. Ai lấy con này comment cho em là A584. Nguyễn Anh chốt đủ hơn cho em. Hàng ren nói chung là bây giờ là hàng xu nó nhiều hơn hàng ren đó chị ơi. Đây, một con ren đen này mấy chị, một con ren đen cho em này hả. Một con ren đen này size 36 cho em nha mấy chị, một con ren đen này size 36 cho em nha, có năng ngực cho em luôn mấy chị hả. Có năng ngực cho em luôn nha mấy chị, con ren đen này ha, con ren đen này có năng ngực cho em size 36. Ai lấy con này comment cho em là A535 cho em ha. A535 size 36 này mấy chị ha. 584 nhóm trẻ san hô dồn đơn. Rồi ai lấy con này comment cho em là A535 cho em nha. A535 size 36 cho okay, mấy chị. Ok chị Bích Liên Vũ chốt đủ đơn cho em luôn chị yêu ơi. Mấy chị thích đen hả? Để lên đen cho. Rồi một con đen hồng này mấy chị, một con đen hồng nè. Một con đen hồng này size 34 mấy chị ha, size 34 cho em nha. Một con ren hồng size 34 nha mấy chị, không độn cho em ha. Ai lấy con này comment cho mã ren hồng nha. Ren hồng nha mấy chị ha. Ren hồng cho em nha, ren hồng này không độn nha mấy chị, size 34 thôi. Size 34 ai lấy con này comment cho mã ren hồng mấy chị ha, ren hồng. Nhóm trẻ san hô sâu mất rồi hả? Cái hồng đai ren này chị ơi. Rồi tiếp một con ren hồng size 38 này mấy chị, một con ren hồng size 38 cho em nè. Con này size to không size nãy này mấy chị. Một con ren hồng size 38 cho em nè mấy chị. Đây chị dám chạy xanh thôi. Một con ren hồng size 38 cho em nha mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho em là A240 cho em nha. A240 cho em nha mấy chị, size 38 cho em ha. Size 38 cho em nha mấy chị. Không độn cho em ha. Ai lấy con này comment cho em là A240. Rồi lên cho mấy chị một con ren đỏ này mấy chị. Một con ren đỏ cho em nha. Con này size 34 này, size nhỏ cho em này mấy chị. Con này size 34 thôi nè. Ren đỏ size 34 này mấy chị. Đây ren đỏ size 34 cho em nha mấy chị ha. Ren đỏ size 34 cho em nè. 240 nhóm trẻ san hô dồn. Rồi một con ren đỏ cho em nha mấy chị. Một con ren đỏ cho em size 42 ha. Size bữa trước chị nhận hàng bên em chưa
Thì nhà nào mấy em lần nào chưa chị ơi? Size 34 cho em nha mấy chị, size 34 cho em ha. Ai lấy con này comment cho mã ren đỏ nha em ha. Ren đỏ size 34 nha mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã ren đỏ, ren đỏ size 34. Rồi lên cho mấy chị một con đen nè. Con đen này nâng ngực cho em nha. Con này size 34 nè mấy chị. Một con đen đút xu này cho em nha, một con đen đút xu này nha mấy chị, một con đen đút xu này size 34 cho em ha. Size 34 này cho em mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho em là A219 cho em ha. A219 này size 34 nha mấy chị, có nâng ngực cho em luôn ha. Có nâng ngực cho em luôn. Ai lấy con này comment cho em là A291 cho em. A291. Rồi lên cho mấy chị một con đầm nè, một con áo dây nè mấy chị, một con áo ngủ dây cho em ha, một con áo ngủ dây cho em nha mấy chị. Đây con này ha, cố với mấy cái quần đời hồi nãy mấy chị ha. Con này em sale cho mấy chị 10k thôi ha, 10k. Ai lấy con này comment cho mã áo dây nha mấy chị ha. Áo dây 10k cho em nha mấy chị, áo dây 10k. Rồi một con tím, một con áo dây cho mấy chị ha. Một con áo dây màu xanh rêu cho em nè. Một con áo dây màu xanh rêu cho em nha mấy chị. Ở phần ngực là đen cho em ha. Ở phía ngực là đen cho em nha mấy chị ha. Cũng 10k thôi mấy chị ha. 50kg quay đầu là vừa cho em ha. 50kg quay đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho em. Ok chị ơi, dạ, em không có nãy em cần đò nha. Dạ ok chị. Ai lấy con này comment cho em là xanh ha. Ai lấy con này comment cho em mã xanh. Xanh 10k nha mấy chị. 50kg quay đầu là vừa. Rồi lên cho mấy chị một con đỏ. Con đỏ này có độn cho em mấy chị ha. Con đỏ này là có độn nha mấy chị. Size 36 cho em nha mấy chị. Con ren đỏ này size 36 cho em ha. Có độn cho em ha. Độn 3 phân cho em nha. Độn 3 phân cho em nha mấy chị. Một con ren đỏ này size 36 cho em ha. Độn 3 phân. À lấy con này comment. Bình lên vụ áo dây. À lấy con này comment cho em là A77 cho em nha mấy chị. A77 ha. A77 độn 3 phân cho em nha mấy chị. Size 36. Size 36 nha mấy chị, ren đỏ cho em ha. Ren đỏ size 36, ai lấy con này comment cho em là A77, độn 3 phân cho em ha. Đó ren đỏ là size 36 á chị ơi. Chào hạt nha. Rồi lên cho mấy chị một con ren đen nè. Một con ren đen này size 38 cho em nha mấy chị. Con ren đen này size 38 nha. A77 nhóm trẻ sát hô. Rồi một con ren đen này size 38 cho em nha mấy chị. Một con ren đen này size 38 cho em ha. Không có độ cho em. Ai lấy con này comment cho em là A98 cho em. A98 cho em nha mấy chị. Size 38. Ai lấy con này comment cho em là A98. Ren size 38 nha mấy chị ha. Rồi lên cho mấy chị một con nút xu xanh này. Một con đút xu xanh có nâng ngực cho em luôn mấy chị ha. À, A77 hết rồi chị ơi. Chọn con khác cho em đi, đồng giá 39.000 áo ngực chị ơi. Áo ngực đồng giá 39k cho em nha mấy chị ha. Hàng new trong bì cho em đàng hoàng ha. Rồi một con xanh này nha mấy chị. Một con xanh này size 38 cho em ha. A98 nhóm trẻ xanh hô dồn. Rồi một con xanh này size 38 cho em nha mấy chị. Có nâng ngực cho em luôn ha. Có nâng ngực ở phía sau là bảng to nha mấy chị ha. Ở phía sau là bảng to cho em ha. Ai lấy con này comment cho em là mã xanh. Xanh size 38 nha mấy chị. Xanh size 38 có nâng ngực cho em luôn ha. Ai lấy con này comment cho mã xanh. À bao nhiêu cả em? 39k chị ơi. Hàng mới cho em nè. Rồi lên cho mấy chị A98 em hết là kim Huệ Dương sau mất rồi chị ơi. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm nữa nè. Một con đầm ngủ nè. Một con đầm ngủ cho em nha mấy chị. Dạng cổ này cho em ha. Đây dạng cổ này cho em nha mấy chị. Dạng hở lưng cho em ha. Hai phần ngực. Hai phần ngực là đen nha mấy chị. Hai phần ngực là đen cho em ha. Con này đủ 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa cho em thôi ha. Ai lấy con này comment cho em là mã ren ha. Ai lấy con này comment cho mã ren nha mấy chị. 10k thôi ha. 10k. Ai lấy con này comment cho mã ren 10k nha mấy chị. Lấy cho chị 10k 10 áo con nhé em. 10 áo con. Nhưng mà size gì chị ơi, mà size chị Bích Liên Vũ dồn đơn nè. Con này 10k nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho mã ren cho em 10k.
cái bộ quần chót đó cho em không nha. Rồi lên cho mấy chị một con đút xu có ren cho em nha. Một con đút xu có ren cho em nha mấy chị. Ren xanh cho em hả? Con này size 36 cho em nha mấy chị. Size 36 cho em nha. Có nâng ngực cho em luôn nha mấy chị ha. Có nâng ngực cho em luôn nha mấy chị. Đây một con size 36 cho em nha mấy chị. Có nâng ngực cho em luôn ha. À, lấy con này comment cho em là A543 cho em. A543 có nâng ngực cho em luôn mấy chị ha. Size 36 cho em. À, lấy con này comment cho em là A543. Rửa trên like cho em nha chị Ngọc Phượng ơi. Áo ngực đồng giá 39k đó chị ơi. Rồi ok chị ngắm trẻ san hô này. Rồi đây cho mấy chị một con ren cam này mấy chị. Một con ren cam cho em nha mấy chị ha. Con này đụng bá phong cho em ha. Chị nhóm trẻ san hô được 4 con là size 38 và lại 1 con là size 36 thôi chị nha. Rồi lên cho mấy chị một con ren cam này size 34 cho em nha mấy chị ha. Một con cam này size 34 cho em nha mấy chị. Một con cam này size 34 cho em ha. Ai lấy con này comment cho em là A101 cho em ha. A101 size 34 cho em nha. Ai lấy con này comment cho em là A101 size 34 ren cam nha mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho em là A101. Mấy chị ơi chấm bà lên cho em đi mấy chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một con đầm dài tay size to này mấy chị, một con đầm dài tay size to này cho em mấy chị ơi. Con này 55kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 55kg bắt đầu là vừa cho em ha, dài tay cho em nha. Con này em sẽ cho mấy chị 30k thôi ha. 30k thôi. Ai lấy con này comment cho mã to nha mấy chị. Mã to 30k ha. Mã to 30k 55kg bắt đầu là vừa ha. Đầm dài tay cho em. Từ từ em lên nè. Cái gì? Bye bye. Rồi rồi em xíu mấy chị ha. Rồi lên cho mấy chị một con này nâng ngực cho em nè mấy chị. Một con này size 34 cho em mấy chị ha. Phía sau là đan dây cho em nha mấy chị. Phía sau là đan dây này cho em ha. Phía sau này đẹp nè. Rồi lên cho mấy chị một con này size 34 nha mấy chị. Phía sau là đan dây dài cho em mấy chị ha. Phía sau là đan dây cho em nha mấy chị. Đây phía sau đan dây cho em. Con này á là mấy chị mặn gấp ngực cũng được cho em luôn nè. Đây phía sau đang dây cho em mấy chị ha. Con này size 34 có nâng ngực nha mấy chị, có nâng ngực ha. Ai lấy con này comment cho mã dây ha, mã dây size 34 cho em nha mấy chị. Mã dây size 34 ha, có nâng ngực cho em luôn ha. 34 là nhiều chế ơi, chứ còn bây giờ 32 thì ít rồi chế này. Ô lên cho mấy chị một con áo này đẹp nè mấy chị, một con áo này siêu đẹp cho em luôn ha. Sexy nè. Con này đây. Con này 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Con này dễ thương nè hả. Con này dễ thương cho em nè. Phối với cái quần, mấy cái quần rồi hồi nãy mấy chị ha. Dây cho chị Nguyễn Ánh rột đơn này. Đây rồi à. Con này là 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 20k thôi hả. Ai lấy con này comment cho mã áo nha mấy chị ha. Áo 20k cho em nha. Ngay chỗ phần ngực nó có độn cho mấy chị luôn á. Ngay chỗ ngực nó có mức độn cho mấy chị luôn á ha. Ai lấy con này comment cho mã áo. Áo 20k. Có 32 không? 34 là nhiều mấy chị hơn. Rồi lên cho mấy chị một con dạng bra nữa nè. Một con dạng bra xanh cho em nha mấy chị. Một con dạng bra xanh cho em nha mấy chị ha. Con này size 34 cho em ha. Con này size 34 cho em nha mấy chị. Một con dạng bra xanh cho em size 34 nha. Có lộn 3 phân cho em nha mấy chị. Có độn 3 phân cho em luôn ha. Ai lấy con này comment cho mã bờ ra ha. Mã bờ ra size 34 nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho mã bờ ra size 34. Bao nhiêu một áo? Dạ 39k. Áo ngực là 39k nha chị. Đồng giá 39k hàng miêu cho em ha. Còn đồ ngủ thì em sẽ báo giá trên từng con. Áo 20k chị ít lên vũ. Thank you.
một con đen nè, một con đen dây nhỏ cho em nè mấy chị. Một con đen dây nhỏ cho em ha. Con này size 38 cho em nha mấy chị, có nâng ngực cho em nha. Dây nhỏ cho em nha mấy chị, dây nhỏ có nâng ngực cho em nha mấy chị. Đây, có nâng ngực cho em luôn ha. Con này size 38, ai lấy con này comment cho em là A111 cho em nha mấy chị hả? A111 size 38 cho em nè. A111 size 38 cho em nha mấy chị, có nâng ngực cho em luôn. Rồi lấy cho mấy chị một con bộ nè, một con bộ cho em mấy chị hả? Đây, một con bộ cho em nha. Con này size to nha mấy chị, con này size to cho em ha. Con này 55kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 55kg bắt đầu là vừa cho em ha. Áo á, dạng áo với lại chân váy cho em nha mấy chị. Chân váy cho em này ha. Chân váy đen cho em nha mấy chị ha. Chân váy đen cho em ha. Đây, một con bộ, một con áo này với cái chân váy cho em nha mấy chị. Con này em xả cho mấy chị 20k thôi ha. 20k 55kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 20k 55kg bắt đầu là vừa cho em ha. Lấy con này comment cho em là A402 cho em. A402 20k. Cô lên cho mấy chị một con áo dây nữa nè. Một con áo dây cho em nữa mấy chị ha. Một con áo dây đen cho em nha mấy chị. Một con áo dây đen cho em ha. Con này 45kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Nó đen, nó là vải đen mấy chị ha. 45kg bắt đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho mã đen nha mấy chị. 10k thôi ha, 10k mã đen. Lấy màu đỏ, màu xanh, màu để nhé em. Lấy trên like to. Chị lựa sao? Chị lựa trên like cho em nha mấy chị ha. Một con đút su size 36 cho em nha. Một con đút su size 36 cho em mấy chị ơi. Con này có nâng ngực cho em luôn nè. Có nâng ngực cho em luôn nha mấy chị. Phía sau là bảng to cho em ha. Phía sau bảng to cho em nha mấy chị. Một con xanh đút su cho em nha. Một con xanh đút su size 38 cho em nè mấy chị. Ai lấy con này comment cho mã xanh ha. Mã xanh size 36 cho em nha mấy chị. Có nâng ngực cho em luôn ha. Có nâng ngực cho em luôn. Ai lấy con này comment cho em là mã xanh. Xanh size 36. Cô lên cho mấy chị một con đen cam này. Con này độ 3 phân cho em mấy chị ha. Con này size 34 này mấy chị. Con này size nhỏ cho em này ha. Con này size 34 nha mấy chị. Đây, một con đen cam này size 34 cho em mấy chị ha. Một con cam này size 34 cho em nha. Ai lấy con này comment cho mã cam nha mấy chị. Có năng ngực cho em luôn ha. Có năng ngực cho em. Ai lấy con này comment cho mã cam. Cam size 34 nha mấy chị, đen cam cho em ha. Cam size 34. Chấm 3 đi các chị ơi. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con ren đen này mấy chị ha. Rồi một con ren hồng này mấy chị, lên cho mấy chị một con ren hồng nè. Con này size 34 cho em nha mấy chị ha. Con này size 34, một con ren hồng size 34 này mấy chị. Một con ren hồng size 34 này ha. Ai lấy con này comment cho mã ren hồng nha mấy chị. Ren hồng size 34 cho em ha. Mã áo chốt cho chị. Lâu rồi mấy. Cái y thùng cao á. Rồi lên cho mấy chị một con ren hồng size 34 cho em nha mấy chị ha. Một con hồng size 34 cho em ha. Mà áo mới xanh thì mới đi xuống rồi mà. Áo chốt. Đây là cái y thùng cao. Rồi lên cho mấy chị một con ren hồng size 34 nha mấy chị. Lấy con này comment cho mã ren hồng ha. Ren hồng size 34 nha mấy chị, ren hồng size 34. Lấy cái màu cam nhé em. Chị Ngọc Phụng ơi, chị chốt hàng lên số điện thoại cho em ha. Lấy cả màu cam mà lấy cái gì? Lấy màu đỏ xanh. Cái màu đỏ. Cam đó. Để. Cái màu để cam em mới lại size to là cái sao? Nãy giờ mà comment cái gì đâu mà chả hiểu gì. Chốt thì lên số cho em chứ. Chị chốt hàng, chị giờ chị nhắm cái nào được thì chị chốt hàng cả mã cái đó, cộng số điện thoại cho em mới chốt mấy chị hả. Chốt như vậy ai mà được. Rồi lên cho mấy chị một con đen xanh size 36 này. Một con đen xanh size 36 cho em mấy chị hả. Con này có nâng ngực cho em luôn nè. Có nâng ngực cho em luôn. Đen xanh mấy chị hả. Đen xanh này size 36 có nâng ngực.
ai lấy con này comment cho mã đen xanh nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho mã đen xanh, đen xanh size 36 mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã đen xanh size 36 có nâng ngực cho em luôn hả? Rồi đây nha mấy chị, một con ren đen này size 34 nè. Rồi đây cho mấy chị một con ren đen này size 34. Mấy chị ơi chấm bài cho em với hả? Ai lấy con này comment cho em là mã. Ren xanh nhóm trẻ xanh hô. Cái ren xanh này đây em còn nha, cái chơi chị nào lấy con mình cho tre mã kèm xuống nha. Cái ren xanh em còn nha mấy chị, em còn nhiều ha. Ai lấy con đó comment cho em là mã cộng ngừng size cho em ha. Mã cộng size cộng số điện thoại cho em nha. Nhóm trẻ xanh hô được 4 con là size 38 và 2 con là size 36 rồi nha chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một con ren đen này, mấy chị một con ren đen này size 34 cho em nha mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho em là A514 cho em ha. A514 cho em nha mấy chị, size 34 cho em ha. Ren xanh ai chốt nữa không? Cái ren xanh ai chốt nữa không? Ren xanh này em còn này mấy chị ha. Con cái con ren xanh này em còn này mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị một con ren đen này, con này size 36 cho em bà nha ra mấy chị. Bà ra không có rồi chị ạ. Bà ra không có đó. Rồi lên cho mấy chị một con ren đen này size 36 nha mấy chị. Một con ren đen này size 36 cho em luôn mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã ren đen cho em ha. Ren đen size 36 cho em nha mấy chị. Ren đen size 36 cho em ha. Ừ, lên thêm chị chốt cho đủ. Dạ ok chị. Rồi con đen này size 36 cho em nha mấy chị. Con ren đen này size 36 cho em ha. Ai lấy con này comment cho mã ren đen nha mấy chị. Ren đen này size 36. Ren ren xanh có 38 không? Để em kiếm nha chị ha. Có. Có để em kiếm cho cho. Có nha chị, để em kiếm ha. Rồi ai lấy con này comment cho mã ren đen nha mấy chị. Ren đen này size 36. Ren đen cho nhóm trẻ sang hô. Lấy luôn cả 38 luôn đúng không? Được thì ok chị ơi. Rồi 38 em có chị có lấy không? Lấy thì ok cho em nha. Chị nhóm trẻ sang hô. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con ren đen cho em nè. Một con ren đen này size 36 nha mấy chị. Một con ren đen này size 36 cho em có nâng ngực cho em nha mấy chị. Có nâng ngực cho em luôn nha. Ai lấy con này comment cho em là A581 cho em ha. A581 cho em nha mấy chị. Con ren đen này size 36 cho em nha. Ai lấy con này comment cho em là A581. Ok chị nhóm trẻ xanh hô. Vậy là cô chị bao nhiêu ta? Ai lấy con này comment cho em là A581 có nâng ngực cho em không hả? 5 cái. Ừ. 5 cái là size 38 rồi nhá. 5 cái size 38 là 3 cái size 36. Rồi tiếp lên cho mấy chị một con bộ đồ ngủ nè. Một con nguyên bộ nè mấy chị. Con này 45kg với đầu là vừa cho em mấy chị ha. Rồi đúng rồi, 38 nó chị đủ rồi, bây giờ còn 36 thôi chị nhé. Rồi 45kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 45kg với đầu là vừa. Con này là áo dây vậy, áo dây với chân váy nha mấy chị. Áo dây với chân váy cho em nha. Áo dây với chân váy cho em nha mấy chị. 20k ha, em sale cho mấy chị 20k. 20k nha mấy chị ha. Lấy con này comment cho em là A589 cho em nha mấy chị. A589 cho em ha. 20k, 45kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị. 45kg với đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho em là A589 cho em 20k thôi. Đúng rồi chị ơi. Ok chị nhóm trẻ xanh thôi, chị chốt 20 cái cũng được chị ơi. Mặc cho hết năm. Mỗi ngày một cái mặc chốt đủ 30 cái á. Mỗi ngày một cái xong rồi tháng xong mới quay đầu lại chứ. 30 cái mỗi tháng một cái. Mỗi ngày một cái. Hết ngày một cái. Hết tháng mua lại. Hết tháng mua tiếp. Rồi lên cho mấy chị một con áo nè mấy chị. À nguyên bộ cho em luôn ha. Một con áo cho em nha mấy chị. Một con áo cho em ha. Một con áo rời cho em nha mấy chị. Một con áo rời dây cho em nè mấy chị. Con này 45kg với đầu là vừa cho em ha. 45kg với đầu là vừa cho em mấy chị ha. 10k thôi ha. Ai lấy con này comment cho em mã áo nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho em mã áo nha. Mã áo 10k cho em. Rồi lên cho mấy chị một con đầm ngủ nè. Một con đầm ngủ dây nha mấy chị.
Một con đang ngủ dây cho em ha. Con này 50kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg với đầu là vừa cho em ha. 20k ha. 20k. À, lấy con này comment cho mã đầm dây nha mấy chị. Đầm dây 20k. Rồi lên cho mấy chị một con đút su xanh này, một con đút su xanh này size 36 cho em mấy chị ha. Một con đút su xanh này size 36 cho em nha mấy chị. Có năng ngực cho em luôn ha. Độ 3 phân cho em nha mấy chị. Độ 3 phân có năng ngực cho em ha. Size 36 nha mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho em là A429 cho em ha. A429 nha mấy chị. A429 size 36 cho em nha mấy chị ha. Đút su ha. Tổng giá 39k thôi. Rồi lên cho mấy chị một con đen xanh này mấy chị. Một con đen xanh này ha. Rồi lên cho mấy chị một con đen xanh này size 38 cho em nha mấy chị. Một Ngọc Lan chốt hàng lên số cho em chị ơi. Mấy chị chốt hàng lên số điện thoại cho em nha mấy chị. Mã cộng số điện thoại trên cùng một dòng cho em ha. Rồi lên cho mấy chị một con đen xanh này size 38 nha mấy chị. Một con đen xanh này size 38 cho em ha. Con này độ 3 phân cho em nha mấy chị ha. Một con đen xanh này size 38 này. 429 Ngọc Lan chốt hàng lên số không em nhường nè. Áo dây cho chị Bích Liên Vũ. Có áo dây đúng không? Rồi tiên tiếp cho mấy chị một con này size 38 cho em nha mấy chị. À lấy con này comment cho mã xanh ha, xanh 38 cho em nha mấy chị. Xanh 38 cho em ha, độ 3 phân cho em ha. À lấy con này comment cho mã xanh. Ngọc Lan cứ thằng lên số chị ơi, đầm dây cho chị à. Đầm dây đây cho chị à. Thanh Tâm 30.000 đúng không? Đầm dây bao nhiêu? À Thanh Tâm chốt đủ đơn cho em nha chị ơi. Rồi em lên tiếp cho mấy chị một con đầm dây dài này, mấy chị con này dài cho em ha. Con này năm Ngọc Lan nào đây, tại vì chị đổi avatar em chẳng biết không. Lên số cho em đi chế. Rồi lên cho mấy chị một con đầm dây dài cho em nè mấy chị. Con này dài tới chân cho em luôn nha mấy chị ha. Con này 55kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị. 55kg với đầu là vừa cho em ha. Con này em sale cho mấy chị 30k thôi ha. À lại con này comment cho mã đầm dài nha mấy chị. Mã đầm dài cho em ha. 55kg với đầu là vừa. Dạ chế chân luôn mấy chị ha. Ai lấy con này comment mã đầm dài. Mấy chế đổi avatar là em chả biết ai với ai đâu. Em có áo của chị rồi mà. Em có số của chị rồi mà. Ủa vậy hả? Ý là Ngọc Lan nào đây? Bên em nhiều Ngọc Lan á chị cho em số điện thoại á. Bây giờ em chả biết Ngọc Lan Hà Nội hay là Ngọc Lan nào đổi avatar em chả biết đâu. Lên số cho em đi chế. Cái xanh đây em còn chốt cho chị xanh đây còn. Còn à Ngọc Lan thích cũ hả? Ngọc Lan mà avatar mà chị mặc hay mặc size SM hả? Tại không? Rồi lên cho mấy chị một con đút sâu trắng này mấy chị. Một con đút sâu xanh, một con đút sâu trắng này size 36 cho em nha mấy chị ha. Một con đút sâu trắng này size 36 cho em mấy chị. Chị Ngọc Lan phải chị Ngọc Lan hay mặc size SM đó không? Đây mấy chị ha, con này size 36 cho em nha mấy chị. Size 36 cho em ha. Ai lấy con này comment cho em là A294 cho em ha. A294 cho em nha mấy chị. Size 36 cho em ha. Size 36 cho em. Ai lấy con này comment cho em là A294 lên 36 chị chút. Dạ ok em bóc con nào em lên con đó. 36 đó chị, nãy giờ em like 36 nhiều mà. 36 bên em nhiều lắm. Rồi lên cho mấy chị một con màu xám này. Con xám này size 36 cho em mấy chị ha. Con xám này size 36 cho em nha mấy chị. Đây con xám này size 36 cho em mấy chị ha. Có 24 Ngọc Lan. Có năng ngực cho em luôn mấy chị ha. Có năng ngực cho em luôn á. Có năng ngực cho em luôn ha. Ai lấy con này comment cho em là A105 cho em ha. A105 cho em nha mấy chị. Có năng ngực cho em luôn ha. Size 36. Ai lấy con này comment cho em là A105. Tại vì chị đổi avatar nên là em chả biết. Rồi lên cho mấy chị một con ren hồng này size 38 này mấy chị. Một con ren hồng này size 38 cho em mấy chị ha. Đây một con ren hồng này size 38 cho em nha mấy chị. Một con ren hồng này size 38 này. À lấy con này comment cho mã ren hồng nha mấy chị. Mã ren hồng này size 38 cho em ha. À lấy con này comment cho em là mã ren hồng size 38. Cái chén ngực sâu không em. Gì á? Cái chén ngực sâu không được á. Là sao? Chén ngực là chén gì? Em không hiểu chị ơi. Em không hiểu. Rồi ai lấy con này comment cho mã ren hồng nha mấy chị. Mã ren hồng này size 38 cho em ha. Ai lấy con này comment mã ren hồng size 38.
Có size nhỏ chỉ lớp áo cưới thôi, đồng giá 39k áo ngực nhé. Hàng xuất nhập cho em, hàng mới 100% nha. Đúc tu đúc ngực cho em nha mấy chị ha. Rồi lên cho mấy chị một con này nâng ngực cho em nè. Con này size 34 cho em nha mấy chị, đúc xu cho em nha. Đúc xu này size 34 mấy chị ha. Đúc xu này size 34 cho em nha mấy chị. Đây một con hồng này siêu đẹp luôn nè. Một con hồng này cho em nha mấy chị. Có nâng ngực cho em ha. Đúc xu ai lấy con này comment cho mã hồng nha mấy chị. Mã hồng size 34. Mã hồng size 34 nha mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã hồng ha. Hồng size 34. Sao bên chị comment vẫn thấy ảnh cũ là sao, em không coi chị khác? Không, bên máy em, bên máy chị nó vậy. Nhưng mà bên máy em nó đổi avatar khác mà, nên em đâu có nhận ra chị đâu. Rồi lên cho mấy chị một con đen nè. Một con đen đen này size 34 mấy chị ha. Một con đen đen này size 34 cho em nha mấy chị. Một con đen đen này size 34 cho em ha. Ai lấy con này comment cho mã đen đen nha mấy chị. Đen đen cho em ha. Đen đen size 34 cho em nha mấy chị. Độ không có độ cho em ha. Ai lấy con này comment cho mã đen đen. Rồi lên cho mấy chị một con hoa này size 36 cho em nè. Một con hoa size 36 mấy chị hả? Ok chị Ngọc Lan. Rồi một con hoa này size 36 cho em nha mấy chị. Một con hoa này size 36 cho em ha. Con này có nâng ngực cho em luôn nha mấy chị. Có nâng ngực cho em luôn ha. Ai lấy con này comment cho mã hoa nha mấy chị. Mã hoa cho em ha. Mã hoa size 36 ha. Ai lấy con này comment cho mã hoa. Mã hoa size 36 có nâng ngực cho em luôn. Rồi lên cho mấy chị một con áo này. Một con áo ngủ này mấy chị. Một con áo ngủ dạng bèo cho em này mấy chị. Rồi lên cho mấy chị một con áo ngủ cho em nha mấy chị ha. Một con áo dây ngủ dạng bèo cho em này mấy chị. 10k thôi ha. Con này 45kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị. 45kg với đầu là vừa cho em ha. Ai lấy con này comment cho em là mã bèo ha. Mã bèo 10k cho em nha mấy chị. 45kg với đầu là vừa. Mình có mà chị. Không, bên này hả? Bên này đây. Có một cái thôi. Cái đây là nó nổi. Rồi lên cho mấy chị một con bộ này mấy chị. Một con bộ ren này nè. Một con bộ áo này là siêu sexy luôn mấy chị ha. Con này là áo ren cho em luôn mấy chị. Có toàn bộ là ren cho em này ha. Con này 45kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị. 45kg với đầu là vừa cho em ha. Áo này, quần này mấy chị. Nguyên bộ cho em ha, chị 20k. 20k thôi mấy chị ha. Xuyên lên xe 38. Rồi nguyên bộ cho em nha mấy chị. Con này 45kg với đầu là vừa. 39 hả? Con này 45kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 45kg với đầu là vừa cho em luôn ha. Đây con này 20k thôi nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho em mã đen đen ha. Đen đen 20k nha mấy chị. Rồi lên cho mấy chị một con hồng size 36 nè. Một con hồng size 36 cho em mấy chị ha. Đây một con hồng size 36 cho em nè mấy chị. Con này size 36 cho em không độ cho em mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho em là A417 cho em. A417 cho em. Đó, thương bộ đấy. Rồi ai lấy con này comment cho em là A417 cho em nha mấy chị. A417 cho em ha. Con này không độ cho em nha mấy chị. Size 36 cho em ha. Rồi lên cho mấy chị một con ren đen cho em nè mấy chị. Một con ren đen này size 36 nè mấy chị ha. Một con ren này size 36. Ba chế rồi. Rồi một con ren đen này size 36 cho em nha mấy chị. Không độ có gọng cho em mấy chị ha. Không độ có gọng cho em nha mấy chị. Con này có gọng cho em ha. Size 36. Ai lấy con này comment cho em là mã gọng cho em ha. Ai lấy con này comment cho em là mã gọng size 36 cho em nha mấy chị. Mã gọng size 36 ha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con hoa size 38 này mấy chị.
em tiếp cho mấy chị một con hoa này size 38 cho mấy chị, một con hoa này size 38 cho em ha. Có size 40 luôn cậu chị, nhóm trẻ sân hô. Em có size 40 luôn chị ha. Chị chú ý nha, chị theo dõi like cho em ha. Rồi một con hoa này size 38 cho em nha mấy chị, một con hoa này size 38 cho em ha. Độ 3 phân có năng ngực cho em luôn mấy chị ha. Độ 3 phân có năng ngực cho em luôn ha. À, lấy con này comment cho mã hoa nha mấy chị. Mã hoa này size 38 cho em ha. Độ 3 phân có năng ngực. À, lấy con này comment cho mã hoa. Rồi size 40 này chị nè. Size to ít này chốt nè. Chị Lê Quốc Mạnh ơi, size 40 này chị, size to em còn ít nè. Rồi lên cho mấy chị một con ren xanh này size 40 nha mấy chị ha. Một con ren xanh này size 40 cho em nha. Rồi một con sen ren xanh này size 40 cho em mấy chị ha. Đây một con ren xanh cho em đây. À lấy con này comment cho mã ren xanh ha. Mã ren xanh này size 40 nha mấy chị. Mã ren xanh này size 40 ha. Có lên một con em. Lên bụng em chưa like được mấy chị ơi. Rồi ai lấy con này comment cho mã ren xanh cho em nha mấy chị. Mã ren xanh cho em ha, size 40 nha. Size to em biết nên là chị nào mà size to thì nhanh tay hốt cho em ha. 39k thôi ha, 39k. Ai lấy con này comment cho mã ren xanh. Lên bụng để chiều được không chị ơi? Gọng bụng để chiều cho chị. Dạ gọng chốt cho chị đó chị. Chị nhóm trẻ sang hô. Cái 429 hồi nãy em cũng chắc chị một con rồi. Chị nhóm trẻ sang hô nha. Rồi lên cho mấy chị một con nhỏ này mấy chị, con này size 32 cho em nha mấy chị. Con này size 32 cho em ha. Con đen đen này size 32 cho em nha mấy chị. Size nhỏ ít nè mấy chị, size 32 hiếm nè. Rồi con nhỏ cho em nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho mã đen đen nhỏ cho em ha. Đen nhỏ size 32 cho em nha mấy chị. Độ 3 phân cho em có năng ngực luôn ha. Ai lấy con này comment cho mã đen nhỏ cho mấy chị. Con này dạng áo vừa ra mấy chị ha. Con này là dạng áo vừa ra cho em nha. Ba size 32 cho em. Ai lấy con này comment cho mã đen nhỏ cho em ha. Đen nhỏ cho em size 32. Lên xanh cho Lê Quốc Mạnh nha. Chị Lê Quốc Mạnh lên 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 số điện thoại giờ em mới chốt được ha. Mọi người có bình mã kèm số cho em với. Rồi lên cho mấy chị một con size 34 nè mấy chị. Một con xanh này size 34 cho em ha. Một con này xanh. Một con xanh này size 34. Con tím nhá, con tím này size 34 cho em nha mấy chị. Con tím này size 34 cho em ha. Có năng ngực cho em luôn. Có năng ngực cho em luôn mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho em là A528 cho em ha. A528 cho em nha mấy chị. A528 cho em ha. Có năng ngực cho em luôn. Size 34 cho em nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho em là A528. Con
một con áo ngủ cho em mấy chị ha. Em cho mấy chị một con áo ngủ nha, mấy chị một con áo ngủ này 50 kg quá đầu là vừa cho em nha mấy chị, 50 kg quá đầu là vừa cho em ha, 10k thôi hả, 10k ai lấy con này comment cho mã áo nha mấy chị, mã áo 10k cho em nha mấy chị ha, mã áo 10k cho em ha, 50 kg quá đầu là vừa. Rồi chị Lê Quốc Mạnh ơi, ráng chốt cho em đủ co đủ đủ đơn nè, hai con nha, đủ đơn em đi đơn này mấy chị. Đây còn duy nhất một con size 40 này mấy chị, một con ren đen này size 40 cho chị này. Còn duy nhất này chị, chị Lê Quốc Mạnh ơi, chị chờ chị lấy con này để đủ đơn bên em đi đơn nha mấy chị ha. Đó chị Trang Lê ơi, nhưng mà để chiêu nhé. Rồi lên em lên cho mấy chị một con ren đen này mấy chị ha, một con ren đen này cho em nha, một con ren đen này size 40 nha mấy chị. Chị Lê Quốc Mạnh được thì hố cho em ha, tại vì size 40 bên em hết rồi. Sáng lấy con này để bọn em đi đơn. Ai lấy con này comment cho mã ren đen ha, ren đen size 40 cho em nha chị. Áo ngủ cho chị Bích Liên Nguyễn. Áo ngủ cho chị Bích Liên Nguyễn. Bích Liên ngủ cho nội. Rồi lên cho mấy chị một con áo dây nha mấy chị, con áo dây này 55 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, 55 kg bắt đầu là vừa cho em ha, áo dây này mấy chị ha, áo dây này 10k, ai lấy con này comment cho mã áo dây ha, ai lấy con này comment cho mã dây đi, mã dây 10k cho em mấy chị ha, mã dây 10k. Con này mặc như không mặc luôn nè mấy chị, mặc như không mặc luôn nè mấy chị, trong suốt cho em luôn ha. Một con áo dây này phải bon cho em nha mấy chị, con này mặc mặc như không mặc nè mấy chị. Ai lấy con này comment cho em là mấy một sao tám này có ai lấy con này comment cho em là A542 cho em nha mấy chị, A542 cho em ha, 10k thôi mấy chị ha, cực kỳ sexy cho em luôn nè mấy chị, cực kỳ sexy luôn. Chị coi cho bao nhiêu bao này. Ừ chốt cái đó cho chị luôn chị, cái size 38 rồi ok chị. Đi đơn chị khỏi gọi nha. Lên em phải gọi chứ. Lên em phải gọi hết chị ơi. Rồi 10k nha mấy chị ha. Lấy con này comment cho em là A542 cho em nha mấy chị, cực kỳ sexy cho em luôn. Xong được quay như thế. Rồi lên cho mấy chị một con đầm này mấy chị, một con đầm dây cho em này mấy chị ha, một con đầm dây cho em nha mấy chị, con này 50 kg đúng không? Kịp chứ hiệp nguyện đúng không? Ừ. Con này 50 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, 50 kg bắt đầu là vừa cho em ha. Ha. Ủa? Còn ba nào? Còn ba nào? Vậy là hết rồi ạ. Rồi lên cho mấy chị, hồi nãy em bóc cái trúng mấy con 38 luôn mà. Không 38 trúng cho rồi mà. Chị kia trúng cho rồi mà. Rồi lên cho mấy chị con đầm này mấy chị ha, con đầm này 20k nha mấy chị, 20k 50 kg bắt đầu là vừa cho em ha, lấy con này cầm mấy chị mã đầm được bao sau. Được bao sau. Bao sau giờ trước bây giờ. Chứ bây giờ hết rồi. Cảm ơn một cái. Rồi lên cho mấy chị một con áo đẹp nè mấy chị. Một con áo ngủ này đẹp nha mấy chị ha. Mua hàng si còn lấy bình không? Là sao? Còn một cái ba đỏ xấu hả? Ừ, trên kia nữa, trên kia. Mua vợ đầu si có bị Covid không? Nếu mà bị là bọn em bị trước rồi chị, ngày nay bọn em cũng mặc hết đấy. Chắc là trời ơi, chắc là bọn em là người chết trước luôn, chết người rồi. Đầu tiên luôn đó chị. Lên cho mấy chị một con áo dây này đẹp mấy chị ha, một con dây ren này đẹp nha mấy chị, con này 45 kg mới đầu là vừa cho em mấy chị ha, bên trong là có mút ngực cho em luôn nha mấy chị, bên trong có mút ngực cho em luôn ha. Ai lấy con này comment cho mã ren mấy chị ha, con này cực kỳ đẹp luôn này, 20k thôi nha mấy chị, 45 kg mới đầu là vừa, ai lấy con này comment cho mã ren. Bên mình kia còn ai chốt nha, để chị đây nữa. Rồi lên cho mấy chị một con đầm này mấy chị. Một con đầm này mấy chị, một con đầm đen cho em mấy chị ha, một con đầm dây cho em 50 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50 kg bắt đầu là vừa cho em ha, 10k ha. Ai lấy con này comment cho mã đầm dây nha mấy chị, đầm dây 10k. Rồi lên cho mấy chị một con ren bờ dạng bra này mấy chị, một con da ren này dạng bra cho em mấy chị ha. 80 là sao ta xấu hổ gì đó.
Rồi lên cho mấy chị một con ren hồng này dạng bra cho em này mấy chị, một con ren hồng này dạng bra cho em mấy chị ha, size 36 cho em nha mấy chị. Size 36 cho em ha, độn 3 phân cho em nha mấy chị. Size 36 cho em nha mấy chị ha, dạng bra cho em nè. À, lấy con này comment cho mã bra ha, mã bra size 36 nha mấy chị, độn 3 phân cho em ha. À, lấy con này comment mã bra. Đồng giá 39k không mấy chị ơi. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con xanh này size 36 cho em này mấy chị, một con xanh này size 36 cho em ha. Con này không độn cho em nha mấy chị, không độn cho em ha. À, lấy con này comment cho mã xanh nha mấy chị. Mã xanh. Áo Bích Liên Vũ đi chị. Áo à. Đầm dây, đầm dây cái đầm á. 20 độ, 10 chứ. Đầm dây. Đầm dây chị. Cái đó không ta? Con cái ngắn đó, ờ cái đó. 10 đúng không? Rồi, một con này size 36 cho mấy chị, con này size 36 cho em ha. Con này size 36 cho em nha mấy chị. À lấy con này comment cho mã xanh ha, xanh 36 cho em. Đầm dây cho Bích Liên Vũ. Bên em đang điện chế ơi. Áo như này cho ta. Quần đây có áo đâu? À, quần thôi, quần thôi. Quần thôi. Rồi lên cho mấy chị một con áo dây này mấy chị ha, một con áo dây, tiếp tục một con áo dây cho em nha mấy chị. Con này 45kg với đầu là vừa cho em ha, 45kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị. Có mút ngực cho em luôn ha, 45kg với đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho em là A407 cho em 10k thôi mấy chị ha, 10k thôi. Ai lấy con này comment cho em là A407 cho em nha mấy chị, A407 10k nha mấy chị ha. Áo dây cái điểm là bra thanh tâm. Đây dạng khoác nè mấy chị ơi. Đây một cái áo này dạng khoác này mấy chị. Mấy chị bận một cái đầm dây, một cái đầm dây khoác này lên cho em được mấy chị ha. Mà đi ngủ đi cần khoác ta. Rồi một cái dạng khoác này mấy chị, một áo che khuyết điểm. Đa phần hàng này là che khuyết điểm không á chị ơi. Tại vì phía sau là bảng to bản hết đó to. Chị, bảng to hết á. Rồi con này dạng khoác cho em nha mấy chị, 45kg quay đầu là vừa cho em ha, 10k nha mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã khoác. Mấy chị bận cái áo đầm dây hồi nãy ở phía trong xong mấy chị khoác kìa nè. Đi ngủ phải đẹp. Đẹp được mấy phút? Đẹp được mấy phút? Ở thấy. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con áo dây này mấy chị, một con áo dây cho em mấy chị ha. Con này 45kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị, 45kg với đầu là vừa cho em ha. 10k thôi mấy chị ha, 10k. Lấy con này comment cho mã áo dây nha mấy chị, mã áo dây 10k ha. Rồi lên cho mấy chị một con size 38 này nè. Size 38. Đó, chị kia đó. Rồi, đa số hàng bên em phía sau là bảng to nha mấy chị. Áo khoác 10k Bích Liên Vũ. Bảng to nha mấy chị, bảng to là cho em được cái điểm nha. Bên em là đa số là bảng to mà. Rồi lên cho mấy chị một con màu xám size 38 nha mấy chị ha. Một con xám size 38 cho em nha mấy chị, có nâng ngực cho em luôn ha. Con xám size 38 có nâng ngực. Ai lấy con này comment cho em là A149 cho em nha mấy chị. A149 cho em ha, size 38 cho em luôn ha. Ai lấy con này comment cho em là A149 size 38. Đợt lâu có còn khi còn đánh mặt lưng cao á. Chị thích kiểu lưng bản lưng cao và bản phải thụ mà. Phải thụ, bản nó rũ rũ á. Rồi đây cho mấy chị một con áo dây này mấy chị ha. Một con áo dây này em tặng nha mấy chị ha chị. Con này 50kg mới đầu là vừa cho em ha. Ai lấy con này comment mã tặng nha mấy chị. Em tặng mấy chị ha, ai lấy con đó comment mã tặng. Chốt đi các nàng. Các nàng ơi. Mấy nàng
một con đầm dây nè mấy chị, một con đầm dây cho em nha mấy chị ha, một con đầm dây cho em nha mấy chị, con này 50kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị ha, 50kg bắt đầu là vừa cho em ha, 20k thôi mấy chị ha, 20k. Ai lấy con này comment cho em là A587 cho em ha, A587 10k 20k cho em nha mấy chị, A587 20k cho em ha, 50kg bắt đầu là vừa. Tặng bà các chị ông là biết rồi đấy, tặng bà các chị ông lấy ít rồi đấy. Ồ đây cho mấy chị một con, con này con áo dài tay nè mấy chị, con này size to cho em mấy chị ha, con này size to cho em nè mấy chị, con này 60kg mới đầu, con này 60kg mới đầu là vừa cho em nha mấy chị, 60kg mới đầu là vừa cho em ha, 10k thôi ha. Ai lấy con này comment cho mẹ áo to như vậy, áo to 10k. Mấy chị thích coi gì comment em lên cho. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con áo này mấy chị, một con áo này 50kg mới đầu là vừa cho em ha. Áo này 50kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho em là A156 cho em ha, A516 cho em tâm, A516 cho em nha mấy chị ha, 10k. Rồi lên cho mấy chị một con hồng này mấy chị, một con hồng mà size 36 cho em mấy chị ha, một con hồng mà size 36 cho em, có nâng ngực cho em luôn nha, có nâng ngực cho em luôn mấy chị ha, con hồng là size 36 cho mấy chị, kiểu dạng bờ ra mấy chị, khoảng kiểu này bạn to cho em ấy mấy chị ha, bạn to phía sau ha, kiểu dạng bờ ra cho em nha mấy chị, kiểu dạng bờ ra cho em ha. Ai lấy con này comment cho mã bờ ra hồng cho em ha, bờ ra hồng cho em nha mấy chị, size 36 cho em ha, size 36. Áo áo to là áo gì đó, cái đồ có tay đấy à, áo to Bích Liên Vũ 10.000. Bên em không có chốt đơn bên bên Messenger chế hạ chi ơi. Cho bên em đăng điện, một là không gọi điện cho chị được là sai số. Thứ hai đúng số nhưng mà chị không nghe máy chị nhá. 516 như vậy, 516 10. Rồi 516 10.000 cho chị Bích Liên Vũ luôn. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con áo ngực này size 34 cho em nha mấy chị ha. Size 34 cho em nha mấy chị. Con này con đúc số xanh cho em nha mấy chị. Đúc số xanh cho em ha, có nâng ngực cho em nha mấy chị. Size 34. Ai lấy con này comment cho em mã xanh nha mấy chị. Xanh size 34 cho em ha, có nâng ngực cho em nha mấy chị. Ai lấy con này comment mã xanh. Một con dạng mở ra nữa đây mấy chị. Áo lót hả? Dạ 39.000 chị ơi, hàng mới cho em nha. Hàng new còn trong bịch tan mà còn đang mở trong bịch luôn mấy chị ha. Con này dạng mở ra đen cho em nè mấy chị. Con này dạng mở ra cho em mấy chị. Size 34 cho em nè mấy chị ha. Con này dạng mở ra cho em nè mấy chị. Con này mở ra đẹp nè mấy chị. Mở ra đẹp đằng phía sau cũng mảng to mấy chị ha. Con này độn 3 phân cho em nha mấy chị. Độn 3 phân cho em ha. Ai lấy con này comment cho mã bờ ra đen ha. Bờ ra đen size 34 nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho mã bờ ra đen size 34. Cho chị ơi có cái váy ngủ nào 57kg không? Có chị ơi, mà chị theo dõi like ha. Đây, đây này. Đây này chị nè, con này size con này, con đầm ngủ này size 60kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. Ra đen cho chị à. Vậy bây giờ còn váy đó không ạ? Váy nào chị ạ? À, chị ơi. Ừ, thì bây giờ bên em nói chung chị cứ theo dõi lên cái trang của em đây nè. Khi nào bên em like thì mới hiện thông báo, chứ còn mà bên em chuyên về cái hàng đó với chị này. Bà ra đen Ari Nam Dương rồi. Rồi lên cho mấy chị một con váy ngủ này mấy chị, một con váy ngủ này 60kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị hả? 60kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Còn nguyên tan mạc cho em nè mấy chị, hàng new cho em luôn nè. Còn nguyên tan mạc cho em luôn mấy chị hả? Con này em sẽ cho mấy chị 20k thôi ha. Ai lấy con này comment cho mã còn tem nha mấy chị. À mã còn tem 30k nha mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã còn tem 30k mấy chị ha. Con này 60kg bắt đầu là vừa cho em ha. Ai lấy con đó comment mã còn tem. Còn tem 30.000 nha mấy chị ơi. Nhanh tay, lạnh tay, lạnh tay. Hồi đợt đó bán cái này đã lắm. Toàn 690 này. Toàn tem cho chị 30k chị Ari Nam Dương. Đây lên cho mấy chị nguyên bộ này mấy chị ha. Nguyên bộ bộ dài cho mấy chị luôn nè mấy chị. Vải phi bóng cho em mấy chị ha. Không phải phi bóng, phi này phi co giãn ấy. Tại vì đơn
coi thử nó ngày hôm nay thử coi nào. Thử Hạ Chi ơi, nếu mà còn không thấy ai gọi điện á là gọi cho chị không được. Thứ nhất gọi chị không được này, đúng số này, gọi mà gọi chị không nghe máy. Thứ hai là bị sai số nha chị nha. Rồi lên cho mấy chị một con bộ dài cho em nha mấy chị. Bánh ngủ 30k hết rồi. Một con bộ dài cho em nha mấy chị ha. Con này 50kg với đâu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg với đâu là vừa cho em ha. Quần dài cho em mấy chị ha. Quần rộng dài cho em nha mấy chị. Con này em sale cho mấy chị 30k thôi ha, 30k ha. Ai lấy con này comment cho em là A266 cho em nha mấy chị. A266 cho em mấy chị ha, nguyên bộ cho em nha. Nguyên bộ dài cho em 50kg với đâu là vừa. Ai lấy con này comment cho em là A266. Rồi lên cho mấy chị một con cúp ngực này mấy chị ơi. Cúp ngực này sao bao nhiêu ta? Chắc sao 34. Không có cái size đúng không? 34. Rồi lên cho mấy chị một con này. Một con áo ngực này cúp dạng cúp ngực cho mấy chị này mấy chị. Con cúp ngực này dành cho mấy chị nào mà hai bạn áo cúp ngực mấy chị ha. Hai bạn áo cúp ngực cho em nha mấy chị. Con này size 34 cho em nha mấy chị ha. Có nâng ngực cho em luôn nha mấy chị. Có nâng ngực cho em luôn ha. Mấy chị thích đó, phía sau này cái bảng này bảng rời nha mấy chị. Mấy chị thích thì về mua cái bảng trong á mấy chị ha. Về bận cho bận váy thở lưng được luôn ha. Ai lấy con này comment cho mã cúp ngực cho em vậy. Mã cúp ngực ba size 34 ha. Mã cúp ngực size 34 có độ có nâng ngực cho em luôn ha. Ai lấy con này comment mã cúp ngực. 266 30k chị Bích Linh Vũ. Rồi lên cho mấy chị con này size 34 này mấy chị. Con này dây nhỏ mà bản to cho em mấy chị, có trang khuyết điểm cho em mấy chị ha. Con này phía sau bản cực kỳ to cho em luôn mấy chị. Phía sau bản to cho em này ha. Con này có nâng ngực cho em nha mấy chị, có nâng ngực cho em luôn ha. Rồi một con. Vậy là chắc xả rồi chị Hạ Chi ơi. Một con đúc xung này size 34 nha mấy chị, một con đúc ngực cho chị Nguyễn Ánh. Một con đúc su này size 34 mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho em mã su ha. Mã su 34 nha mấy chị. Su 34 cho em ha. Su 34 cho em nha mấy chị. Có nâng ngực cho em luôn ha. Rồi lên cho mấy chị một con bộ nữa nè mấy chị. Một con bộ này đẹp cho em mấy chị ha. Một con bộ ngủ này cho em nè mấy chị. Con này 50kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg với đầu là vừa cho em ha. Màu hồng luôn, màu hồng nhạt cho em nha mấy chị. Con này 50kg với đầu là vừa cho em ha. Đây dạng quần là dạng quần quần lửng nha mấy chị ha. Không dạng chân váy cho em nha mấy chị. Con này là con chân váy cho em nha mấy chị ha. Nguyên bộ chân váy cho em nha mấy chị ha. Nguyên bộ chân váy cho em. Con này em sale cho mấy chị 30k ha. 30k cho em nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho mã chân váy cho em ha. Mã chân váy cho em mấy chị ha. Mã chân váy 30k. 50kg với đầu là vừa cho em mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã chân váy 30k. Rồi lên cho mấy chị một con áo ngủ này đẹp nè mấy chị. Một con áo ngủ này siêu đẹp cho mấy chị luôn nè. Một con áo ngủ hoa này cho mấy chị nè. Con này 45kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị. 45kg với đầu là vừa cho em nha. Con này size nhỏ mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã hoa cho em nha mấy chị. Mã hoa cho em ha. Ở hai phần ngực là ren cho em nha mấy chị. Phần ngực là đen cho em ha. Ai lấy con này comment cho mã hoa. Hoa 10k mấy chị ha. Hoa 10k cho em nha mấy chị. 45kg với đầu là vừa. Mấy chị ơi, mấy chị chấm bài cho em với ha. Còn lên cho mấy chị một con này. Áo này đồng đây chồng, chắc đồng không. Rồi lên cho mấy chị một con áo ren nha mấy chị ha. Một con áo ren này cho em nha mấy chị. Con này 50kg với đầu là vừa cho em ha. 50kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 10k thôi ha. 10k ai lấy con này comment cho mã áo ren nha mấy chị. Áo ren 10k cho em. 50kg với đầu là vừa. Rồi lên cho mấy chị một con ren size 36 thì mấy chị một con ren size 36 cho em mấy chị ha. Một con ren này size 36 cho em nha mấy chị. Có độ 3 phân cho em mấy chị ha. Độ 3 phân cho em nha mấy chị. Qua cho chị à. Để xem nè. Áo cái áo. Cái áo ngủ ấy. Áo ngủ hoa ấy. Qua cho chị à, nhóm trẻ san hô. Rồi. Em lên cho mấy chị một con áo ngực này ren nha mấy chị ha. Con ren này size 36 cho em nha mấy chị. Độn 3 phân cho em ha. Ren này size 36 độn 3 phân cho em nè. Ai lấy con này comment cho mã ren nha mấy chị. Ren 36 cho em ha. Độn 3 phân. Ừ.
Rồi lên cho mấy chị con này dạng mà ra cho em nè mấy chị. Con này phía sau bảng to cho em nè mấy chị. Con này phía sau bảng to cho em, phía điểm cho em nè mấy chị ha. Rồi lên cho mấy chị một con đúc xu nè mấy chị. Một con phía sau là bảng to cho em mấy chị ha. Phía sau bảng cực kỳ to cho em luôn ha, cho em phía điểm cho em. Con này size 36 nha mấy chị ha, size 36. Con này màu xám mấy chị, ai lấy con này comment nha, mã xám mấy chị ha. Mã xám 36 có nâng ngực cho em luôn nha. Có nâng ngực cho em luôn nha mấy chị. Mã xám ha, ai lấy con này comment nha, mã xám nha mấy chị ha. Áo ren 10k kìa, chị thấy chưa? Chưa. Bích Liên Vũ. Áo ren 10k Bích Liên Vũ. Đây cái kìa. Không phải. Cái ren không á, cái ren nhiều nhiều á. Đây lâu rồi mà. Không phải. Cái bên trên kìa. Đấy à, không. Cái này lâu rồi mà. Đó. Rồi một con này ai lấy con này comment mã xám nha mấy chị ha. Mã xám size 36 cho em nha mấy chị. Mã xám size 36 cho em ha. Có nâng ngực cho em luôn mấy chị ha. Ai lấy con này comment mã xám nha mấy chị ha. Mã xám. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đúc xu đen nè mấy chị. Một con đúc xu đen này size 38 cho em mấy chị ha. Một con đúc xu đen này size 38 cho em nè. Phía sau là bảng to cho em nha mấy chị. Phía sau bảng to cho em luôn ha. Con này size 36 cho em nha mấy chị. Có nâng ngực cho em luôn ha. Ai lấy con này comment cho mã su đen cho em ha. Su đen size 38 cho em nha mấy chị. Su đen size 38 cho em ha. Có nâng ngực. Rồi lên cho mấy chị một con đầm ngủ rồi nè mấy chị. Một con đầm ngủ này còn tan luôn cho mấy chị ha. Một con đầm ngủ này còn mặc cho em luôn nè mấy chị. Một con đầm ngủ đây còn nguyên mạc cho em luôn nha mấy chị ha. Con này là 55kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị. 55kg với đầu là vừa cho em ha. Tay dài cho em nha mấy chị. Con này em xây cho mấy chị 30k ha. 30k nha mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã đầm dài cho em ha. Đầm dài cho em nha mấy chị. 55kg với đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho mã đầm dài nha mấy chị ha. Đầm dài 30k. Rồi lên cho mấy chị tiếp một con bộ nè mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con bộ nữa này ha. Một con bộ dây nha mấy chị. Con này 45. Con này 50kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 50kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg với đầu là vừa cho em ha. 50kg áo dây. Áo dây chân váy nha mấy chị ha. Áo dây chân váy cho em nha mấy chị. 50kg với đầu là vừa cho em ha. 50kg với đầu là vừa cho em mấy chị ha. Chân váy cho em nha mấy chị. Con này em sẽ cho mấy chị 30k ha. 30k ai lấy con này comment cho mã bộ dây ha. Ai lấy con này comment mã bộ dây nha mấy chị ha. Chân váy cho em nha. 50kg với đầu là vừa. Ai lấy con này comment mã bộ dây 30k nha mấy chị. Bộ dây 30k. Rồi em lên cho mấy chị một con áo dây nè mấy chị. Con này 50kg với đầu là vừa cho em ha. 50kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị. Con này 10k cho em ha. 10k cho em nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho mã áo nha mấy chị ha. Mã áo 10k cho em. Áo 10k cho em nha mấy chị. 50kg với đầu là vừa. Rồi tiếp cho mấy chị một con áo nè mấy chị. Con này 50kg với đầu là vừa cho em ha. 50kg với đầu là vừa cho em. Ai lấy con này comment cho em là A539 cho em nha mấy chị. A539 cho em ha. 10k cho em ha. A539 10k cho em nha mấy chị. 50kg với đầu là vừa. Bộ 30 Bích Thiên Vũ. Rồi em đây cho mấy chị một con áo ngực này dành cho mẹ Biểm này, cho mẹ nào đang còn cho con bú nha mấy chị ha. Con này có nút gài phía trước cho em luôn nha mấy chị. Con này size 36 cho em nha mấy chị ha. Con này dành cho mẹ nào cha đang cho con bú nha mấy chị ha. Con này mặc lên nè mấy chị. Áo Bích Liên Vũ. Con này là cho chị nào đang cho con bú ha. Đây phía trước nè mấy chị ha. Đang mặc. Đây có nút gài nè mấy chị, đang cho con bú luôn ha. Có nút gài cho em nha. Con này size 36 cho em mấy chị ha. Size 36 cho em ha, dành cho mẹ cho con bú ha. Ai lấy con này comment cho mã hoa ha. Ai lấy con này comment cho mã hoa nha mấy chị ha. Con này dành cho mấy mẹ nào đang cho con bú nha mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã hoa. Mấy mẹ.
539 bích liên cổ luôn. Rồi tiếp em đây cho mấy chị một con hồng đốt xu này mấy chị ha. Một con hồng đốt xu này nâng ngực cho em nha mấy chị. Một con hồng đốt xu này nâng ngực cho em mấy chị ha. Phía sau là bảng to cho em khuyết điểm cho em nha mấy chị. Phía sau là bảng to cho em khuyết điểm cho em ha. Đây con hồng đốt xu cho em nha mấy chị. Nâng ngực cho em ha. Size 36. Ai lấy con này comment cho em là A59 cho em nha mấy chị. A62 chứ. Ai lấy con này comment cho em là A62 nha mấy chị ha. A62 cho em ha. Size 36. Áo ngực xì dạ không chị, áo ngực bên em là hàng new nha mấy chị ha. Áo ngực bên em là hàng new còn tan mạc và còn trong bì luôn chị ha. 39k thôi. Áo ngực new 39k. Chốt đi mấy nàng ơi. Chị ơi mấy chị chốt cho em vui đi ha. Em buồn quá à. Chốt cho em vui đi. Tiếp đây cho mấy chị một con ren hồng này mấy chị ha. Một con ren hồng này size 38 cho em nha mấy chị. Một con ren hồng này size 38 cho em mấy chị ha. Này ren hồng này size 38 ha. Ai lấy con này comment cho mã ren hồng 38 cho em nha mấy chị. Ren hồng 38 cho em ha. Ren hồng 38 cho em nha mấy chị ha. Không độn cho em ha. Không độn cho em nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho mã ren hồng size 38 cho em ha. Nó có bị ẩn không mà không thấy con mình quá ai vậy. Có loại băng áo ngực mẹ cho con bú, áo ngực cho con bú cho Bích Liên Vũ kìa chị. Đây này cái con gầy nút này này. Có loại nâng ngực bạn nhỏ không? Có dạ có nha chị ơi. Chị đi mười chị bận sai bao nhiêu á chị? Chị bận sai bao nhiêu á? Đó thì của nhanh rồi. Sai 36 dây dày 5 phân. Dạ có nha chị ơi, chị theo dõi like cho em ha, đếm lên ha. Rồi đây cho mấy chị con này size 36 cho em mấy chị hả? 75 size 34 chứ. Rồi đây cho mấy chị một con này size 34 cho em nha mấy chị. Con này size 34 cho em ha. Con này size 34 cho em nha mấy chị. Độn 3 phân cho em nha mấy chị. Độn 3 phân cho em ha. Con này đẹp nè mấy chị. Ai lấy con này comment cho mã đẹp ha. Mã đẹp size 34 cho em nha mấy chị. Độn 3 phân ha. Vừa mới lên size 34 đó chị. Rồi lên cho mấy chị con này. Con này size 36 độn 3 phân cho em nè mấy chị. Size 36 độn 3 phân cho em nè mấy chị ha. Size 36 độn cho em, độn 3 phân cho em nè. Ai lấy con này comment cho mã ren đỏ nha mấy chị. Con này con ren nha mấy chị ha. Ren đỏ size 36 nha mấy chị. Ren đỏ size 36 nè. Ai lấy con này comment cho mã ren đỏ. Em có cao gì chị? Em có cao Long Thành. Cơ sở. À em có cơ sở Long Thành cho chị 70kg. Cái gì chị tâm lương? Ở đây có bán bất động sản đâu mà hỏi cái gì? Ren hồng cái gì? Ren đỏ cho chị nhóm trẻ san hô. Ren hồng chị Thanh Tâm dồn. Ren hồng cho chị Thanh Tâm. Quá, ren đỏ là gì có? Ren đỏ là cái này. À ren hồng chị Thanh Tâm dồn. Rồi ren đỏ này cho chị nhóm trẻ san hô. Rồi con này độ 5 phân cho chị. Rồi đây mấy chị nè, con này độn 5 phân cho em nè mấy chị. Con này độn 5 phân cho em nè ha. Có gì khi nào nhân viên điện chế khuất ngân hàng ơi, chị inbox cho nhân viên nha. Nói chung là chị nói nhân viên để mà bù đơn sau cho mình ha. Cái đó bao nhiêu tiền thì bên em sẽ bù cho mình nha. Rồi lên cho mấy chị một con này size 36 độn 5 phân cho em nha mấy chị. Size 36 độn 5 phân cho em luôn mấy chị ơi. Con ren đen này mấy chị nha. Con ren đen này size 36 độn 5 phân cho em nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho em là comment cho em là A12 cho em nha mấy chị. A12 cho em nha. Độn 5 phân cho em mấy chị ha. Độn 5 phân cho em ha. Ai lấy con này comment cho em là A12. A12 độn 5 phân cho em nha mấy chị. Size 36. Chị Quỳnh Anh dồn đơn. À lộn, là chị Quỳnh Anh rồi mới có đơn.
42429 đấy con. À số đuôi ấy hả? Rồi ok chị Quỳnh Anh. Rồi. Rồi tiếp theo đây cho mấy chị một con đen đen này mấy chị ha. Một con đen đen này size 34 cho em nha mấy chị, độn 5 phân cho em ha. Độn 5 phân cho em nha mấy chị, size 34 cho em ha. Ai lấy con này comment cho mã độn ha. Ai lấy con này comment cho mã độn 34 mấy chị ha. Độn 34 cho em. Ai lấy con này comment cho mã độn 34 cho em ha. Đây chị Quỳnh Anh mai 34 độn đó. 34 độn này chị, 34 độn 5 phân cho em luôn này chị. Cái hàng độn bên em còn ít lắm mấy chị ơi, nên là ráng chốt cho em ha. Bên em còn hàng xu là nhiều. À, chị mặc size 36 thôi quên. Ai lấy con này comment cho mã độn ha, độn 34 cho em nha mấy chị. Đây con 36 này mấy chị. Một con đen đen size 36 này mấy chị ha. Con này dạng bra cho em này mấy chị, con này dạng bra cho em này ha. Con size 36 mấy chị. Này mấy chị ơi. Rồi một con này con đen đen nha mấy chị, con đen đen này size 36 cho em mấy chị ha. Con đen đen này size 36 cho em ha. Ai lấy con này comment trên mã. A420 cho em nha mấy chị, A420 cho em ha, size 36 được cho em mấy chị. Được chị Quỳnh Anh ơi, được nha. Được nha chế. Rồi size 36 cho em nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho em là A420 cho em ha. A420 size 36 cho em mấy chị ha. Bảnh to cho em. Nãy ai hỏi, nãy ai hỏi bạn nhỏ. Mà bạn nhỏ là size 32, không có size to. Rồi đây cho mấy chị một con bạn nhỏ này mấy chị ha. Một con bạn nhỏ mà size 32 à. Bạn nhỏ là có size nhỏ à. Mua cái này mấy chị. Cái này mấy chị mua về cho con gái được nè mấy chị. Có đi các nàng. Em du dạy. Rồi lên cho mấy chị một con này size 34, size 32 nha mấy chị ha. Con này bạn nhỏ size 32 nha mấy chị. Bạn nhỏ size 32 nha mấy chị, có năng ngực cho em luôn ha. Bạn nhỏ size 32. Ai lấy con này comment cho mã bạn nhỏ nha mấy chị. Mã bạn nhỏ size 32 cho em nha mấy chị ha. Có áo sườn xám không? Dạ sườn xám hôm nay em không like chị ơi. Sườn xám em like qua rồi. Tối chắc để tối chị ơi. Sườn xám chắc để tối nha. Sườn xám bên em là chuyên hàng sườn xám. Áo cưới. Ôi nè, dài nha. Con 36 độ này chị ơi. Chị nào hỏi. Dạ 39k chị Phương Dương ơi. Đồng giá 39k hàng mới nha chị nhá. Hàng còn tan mạc cho em nha mấy chị. Hàng tan mạc trong bì cho em đàng hoàng mấy chị ha. Rồi lên cho mấy chị một con túc su size 36 này mấy chị. Một con túc su size 36 cho em ha. Có năng ngực cho em đàng hoàng luôn ha. Một con túc su size 36 cho em nha mấy chị. Có năng ngực cho em luôn ha. Ai lấy con này comment cho mã su ha. Ai lấy con này comment cho mã su nha mấy chị. Mã su size 36 cho em ha. Mã su size 36. Ai lấy con này comment mã su nha mấy chị ha. Su size 36. Rồi lên cho mấy chị một con áo dây ngủ này mấy chị, một con áo dây ngủ cho em này ha. Chị có 10k. Một con áo dây ngủ này 50kg mới đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 50kg mới đầu là vừa cho em ha. 50kg mới đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 10k thôi ha, 10k thôi. Ai lấy con này comment cho mã áo nha mấy chị ha. Áo 10k cho em. Ren cho chị Thanh Tâm. Rồi lên cho mấy chị một con áo đen xanh cho em nè. Một con áo đen xanh nha mấy chị ha. Một con áo đen xanh cho em nha mấy chị. Con này là 55kg mới đầu là vừa cho em nha mấy chị. 55kg mới đầu là vừa cho em ha. Ai lấy con này comment cho mã xanh ha. Ai lấy con này comment cho mã đen xanh. 10k thôi mấy chị ha. 10k thôi. Ai lấy con này comment cho mã đen xanh. Mấy chị ơi chấm bà lên cho em ha. Con này 50kg mới đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg mới đầu là vừa cho em ha. 10k thôi mấy chị ơi, 10k thôi. Ai lấy con này comment cho mã chấm bi nha mấy chị. Mã chấm bi cho em ha. Mã chấm bi 10k cho em mấy chị ha. Ai lấy con này comment mã chấm bi 10k. Rồi lên cho mấy chị một con áo này. Một con áo ngủ này mấy chị.
Một con áo này có mút độn cho em luôn mấy chị ơi. Xanh bích xinh vũ. Rồi lên cho mấy chị một con áo chay con mút cho em luôn mấy chị ơi. Một con áo chay con mút sọc cho em luôn nè mấy chị. Một con áo chay con mút sọc cho em luôn hả? Con này 45 kg khởi đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 45 kg khởi đầu là vừa cho em ha. 10k thôi. Ai lấy con này comment cho mã áo đen cho em nha mấy chị ha. Áo đen cho em 10k, 45 kg khởi đầu là vừa. Rồi tiếp cho mấy chị một con áo dây vải phi cho em nè. Áo dây vải phi cho em nha mấy chị. 50 kg khởi đầu là vừa cho em ha. 50 kg khởi đầu là vừa cho em mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã áo phi cho em ha. Áo phi 10k cho em mấy chị ha. Áo phi 10k 50 kg khởi đầu là vừa. Rồi bà Phúc coi mà hay chơi với anh kia bán đồ ngủ lụa 180.000 mà thấy nó mắc quá, 180 nó mắc rồi. Con chị mua ngủ con nhỏ từ Thái Lan á, có bao nhiêu tấm bán được ngàn bộ vải lụa, cái này vải lụa mình để mua để chị mở này. Rồi em lên cho mấy chị một con áo đen nha mấy chị ha. Lên số này. Một con áo đen này nha mấy chị, một con áo đen này mới mấy chị ha, mới luôn á, còn mới tinh luôn á, gì chồng thế. Rồi một con đen nha mấy chị ha, một con đen trắng này cho em nha mấy chị. 10k 50 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50 kg bắt đầu là vừa ha. À, lấy con này comment mã đen trắng nha mấy chị. Đen trắng cho em ha. À cái gì ta, Kim Nhung chốt hàng lên số nè. Rồi mấy chị chốt hàng lên số điện thoại giúp em ha. Rồi lên cho mấy chị một con áo dây nữa nè. Con này 50 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 10k thôi. 10k ai lấy con này comment cho em là A412 cho em nha mấy chị. A412 cho em ha. A412 10k mấy chị ha. A412 10k. Rồi lên cho mấy chị một con đầm mũ này mấy chị, một con đầm mũ dây này mấy chị ha. Một con đầm mũ dây, con này 50 kg mới đầu là vừa mấy chị ha. Năm mươi kg mới đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50 kg mới đầu là vừa cho em ha. 20k nha mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã đầm dây cho em nha mấy chị. 50 kg mới đầu là vừa, 20k. Ai lấy con này comment mã đầm dây. Kim Nhung chốt hàng thì lên số trên à. Rồi lên cho mấy chị con này size nhỏ mấy chị ha. Con này size 32 cho em nha mấy chị. Size 32 cho em ha. Đây con size 32 cho em nha mấy chị. Không độn cho em ha. Không độn cho em nha mấy chị. Đen cho em ha. Đen size 32. Ai lấy con này comment cho mã đen 32 cho em. Có size 38 chị ơi. Ai lấy con này comment cho mã đen 32 nha mấy chị. Đen 32 cho em ha. Không độn cho em. Rồi lên cho mấy chị con này size to này mấy chị, con này size 40 cho em mấy chị ha. Rồi 112. 112. Từ từ. Áo đen trắng Bích Liên Vũ. 112 Bích Liên Vũ. Rồi lên cho mấy chị một con đen xanh này mấy chị. Rồi từ từ từ. Rồi em lên cho mấy chị một con đen xanh này size 40 cho em nha mấy chị. 20k Bích Liên Vũ. Rồi lên cho mấy chị một con đen xanh này nha mấy chị. Con đen xanh này size 40 cho em mấy chị hả? Size to cho em nè mấy chị. Size to cho em nè ha. Ai lấy con này comment mã đen xanh cho em ha. Mã đen xanh này cho em nha mấy chị. Mã đen xanh này size 40 cho em ha. Em lên cho mấy chị một con caro nè mấy chị ha. Em con kiến không? Con ý là hỏi trong cái gì? 55 kg này thì mình có không? Sang gì đây? Vô biết gì đâu. Có cái nào ta có. Rồi mặt đen Kim Nhung nè, Kim Nhung chốt đủ đơn cho em chị ơi. Mấy chị chốt không mực thì đáng chốt cơ đủ hai con cho em để em đi đơn nha mấy chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một con caro này size 36 này mấy chị. Một con caro này size 36 cho em mấy chị ha. Một con caro này size 36 nha mấy chị. Có năng ngực cho em mấy chị ha. Đút xu cho em ha. Đút xu cho em nha mấy chị. À lấy con này comment mã caro nha mấy chị. Mã caro này size 36 cho em nha mấy chị ha. Phát lộ giờ tầm này hết rồi chị ơi. Giờ hàng cuối kiện rồi nên phải xả giá này chế. Rồi ai lấy con này comment mã caro nha chị. Mã caro là size 5 size 36 cho em ha. Mã caro size 36. 50
39k nha chị ơi. Đồng áo ngực bên em là đồng giá 39k. Còn áo ngủ thì em báo giá lên từng con. Rồi lên cho mấy chị một con đúc xu hoa cho em nha mấy chị ơi. Một con đúc xu hoa cho em nha mấy chị. Con này size 36 cho em nha mấy chị ha. Con này size 36 cho em, có nâng ngực cho em luôn ha. Có nâng ngực cho em luôn nha mấy chị ha. Ai lấy con này comment trên mã hoa cho em nha mấy chị. Mã hoa size 36 cho em mấy chị ha. Có nâng ngực cho em. Chị dịch cái dòng đi em cho mấy chị. Không thấy nói giá hả em? Em còn nói giá mấy chị này. Lấy gì đó? Chị lấy số mali ren xanh. Số mấy ren xanh? À chị lấy cái con ren xanh á hả? Chốt thì lên số chế. Cho thì lên hàng, lên số cho em. Ba tám giờ không có rồi. Còn ba tư không nè. Áo ngủ còn Kim Nhung ơi, chốt đủ đơn cho em nha mày chế. Các chế cứ chốt đủ đơn cho em là được nè. Rồi lên nha mấy chị, một con đang sáng à, Tâm Lương chốt hàng lên số nè. Rồi lên cho mấy chị một con đen xám cho em nha mấy chị ha. Một con đen xám cho em nha mấy chị. Một con đen xám là size 34 mấy chị hả. Đen xám là size 34 độn 3 phân cho em nha mấy chị. Độn 3 phân cho em ha. Ai lấy con này comment cho em là áo ngực là 39k chị ơi. Ai lấy con này comment cho em là A408 cho em nha mấy chị. A408 cho em ha. A408 cho em nha mấy chị. Size 34 độn 3 phân cho em ha. Áo ngực là 39.000 cái chị. Rồi tiếp lên cho mấy chị một con áo ngủ dây nè mấy chị ha. Một con áo ngủ dây nè mấy chị. Con này 50kg mới đầu là vừa cho em mấy chị ha. 50kg mới đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho em là mã dây nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho em mã dây ha. Mã dây 10k mấy chị ha. Mã dây 10k. 50kg mới đầu là vừa. Chu. Chu. Rồi 50kg mới đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. Ai lấy con này comment mã dây, dây 10k. Rồi tiếp cho mấy chị một con áo được mấy chị ha. Một con áo này màu nâu cho em nha mấy chị. Một con áo này màu nâu cho em ha. Con này 50kg mới đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg mới đầu là vừa cho em ha. Dạ 38 giờ áo ngực em hết rồi chị ơi. Toàn 10k nha mấy chị ha. 10k. Ai lấy con này comment cho em là A109 cho em nha mấy chị. A109 cho em ha. A109 10k 50kg mới đầu là vừa. Sao bắt tám hết rồi chị ơi. Rồi em đem cho mấy chị một con màu bộ, một con bộ màu xanh này mấy chị. Một con bộ xanh đen cho em mấy chị ha. Phi đen cho em mấy chị. Con này đẹp nè. Rồi một con bộ dây cho em nha mấy chị ha. Chân váy cho em nha mấy chị. Một con bộ chân váy cho em ha. Chân váy đen cho em mấy chị ha. Chân váy đen cho em nè. Áo là áo dây cho em nha mấy chị ha. Vải là vải phi cho em ha. Vải phi cho em nha mấy chị ha. Con này 50kg mới đầu là vừa. 50kg mới đầu là vừa nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho em là mã xanh đi. Ai lấy con này comment cho em mã xanh đen. Ai lấy con này comment mã xanh đen 30k ha. 30k nha mấy chị ha. Mã xanh đen 30k. 50kg mới đầu là vừa. Size to hết rồi chị Tâm Lương ơi. Rồi lên cho mấy chị một con áo dây nữa mấy chị. Một con áo dây màu màu vàng đồng cho em mấy chị ha. Một con áo dây màu vàng đồng cho em nha mấy chị. Con này 50kg mới đầu là vừa cho em ha. 50kg mới đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 10k thôi. 10k lấy con này comment mã vàng đồng 10k. Con đen xanh này size 34 cho em nha mấy chị. Đen xanh con xanh này size 34 cho em mấy chị ha. Con đen xanh này size 34 độ 3 phân cho em nha mấy chị. Độ 3 phân cho em ha. Ai lấy con này comment mã đen xanh cho em nha mấy chị. Ai lấy con này comment mã đen xanh size 34 cho em ha. Chị lấy. Rồi ai lấy con này comment mã đen xanh nha mấy chị. Mã đen xanh size 34. Rồi tiếp một con áo ngực. Con này size to này mấy chị. Con này dành cho mẹ Biển này. Dành cho mẹ nào đang cho con bú nha mấy chị ha. Cam Bích Liên Vũ. Rồi lên tiếp cho mấy chị con này. Cho mấy chị nào đang cho con bú này mấy chị. Con này size to cho em nè. Con này size 42 cho em nha mấy chị. Dành cho mẹ nào đang cho con bú mấy chị ha. Dành cho mẹ nè, đang cho con bú size 32 cho em nha, size 42 cho em nha mấy chị. Đây.
dành cho mấy chị nào mà đang cho con bú thì mấy chị ngay chỗ phần này có cái phần nút nút mở cho mình mấy chị ha, mỗi lần cho con bú thì mở dễ dàng ha. Con này size 32 cho em nha, chị đang hồng cho em ha, size 32 cho em. Ai lấy con này comment cho em mã hồng to cho em nha, mã hồng to size 32 cho em nha mấy chị ha. Mã hồng to size 32 cho em ha, ngay chỗ này là có cái phần nút để mình gỡ ra mấy chị ha. Ai lấy con này comment mã hồng to. Càng 10k kìa. Chúng tôi hỏi lên áo chip size 38 đi bé. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đút su hồng này mấy chị. Một con đút su hồng này size 36 mấy chị ha. Một con đút su hồng này size 36 cho em nha mấy chị. Một con đút su hồng này size 36 cho em mấy chị ha. Có năng ngực cho em luôn nha. Có năng ngực cho em luôn mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã hồng nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho mã hồng ha. Mã hồng size 36 cho em mấy chị ha. Mã hồng size 36 có năng ngực cho em luôn ha. Ai lấy con này comment mã hồng. Tiếp cho mấy chị một con đút su đen này mấy chị, con này dạng bra cho em mấy chị hả? Xinh đen không thấy chế chốt chị ơi, rồi chốt lại chị Quỳnh Anh này, xinh đen chốt chị Quỳnh Anh. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đút su đen này mấy chị, phía sau này dạng bra cho em mấy hả? Mấy chị ha, phía sau này dạng áo cho em nha mấy chị, phía sau này dạng áo cho em ha, size 36 cho em ha. Size 36 cho em nha mấy chị. Có năng ngực cho em luôn ha. Ai lấy con này comment cho mã su đen cho em nha mấy chị, su đen size 36 cho em ha, su đen size 36. Em lên tiếp cho mấy chị một bộ mấy chị ha. Em lên cho mấy chị một bộ nha. Con này bộ cho em nha mấy chị, con bộ chân váy này cho em mấy chị ha. Con này bộ chân váy cho em nha mấy chị. Áo ren cho em mấy chị ha, áo ren cho em nè. Con này 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. Còn 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Chân ở phía dưới chốt bộ đơn. Ở phía dưới là chân váy cho em nha mấy chị, 50kg bắt đầu là vừa cho em ha, 30k nha mấy chị ha, 30k. Ai lấy con này comment cho em là A92 cho em nha mấy chị, A92 cho em ha, A92 30k cho em nha, 50kg bắt đầu là vừa. Rồi lên cho mấy chị một con đầm dây nữa mấy chị, một con đầm dây cho em mấy chị ha. Rồi lên cho mấy chị một con đầm này mấy chị, một con đầm có tay cho em mấy chị ha, một con đầm có tay cho em nha mấy chị, 50kg bắt đầu là vừa cho em ha, 50kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị ha, 50kg bắt đầu là vừa đầm có tay cho em nha mấy chị, 30k thôi ha, 30k. Ai lấy con này comment cho mã đầm tay cho em nha mấy chị, đầm tay cho em ha, đầm tay 30k nha mấy chị ha, 50kg bắt đầu là vừa. Rồi lên cho mấy chị một con đút su đen này, có độ này mấy chị. Một con đút su đen này có độ cho em mấy chị ha. Độ 3 phân cho em ha. Độ 3 phân cho em nha mấy chị, size 34. Độ 3 phân size 34 có năng ngực cho em luôn mấy chị ha, có năng ngực cho em luôn. Ai lấy con này comment cho em là A419 cho em nha mấy chị, A419 cho em ha. Độ 3 phân cho em nha mấy chị, độ 3 phân cho em có năng ngực luôn ha. Ai lấy con này comment cho em là A419. Su đen thì chị thấy chưa? Cao Huỳnh Ngọc cho đủ đơn nha. Mấy chế ơi, mấy chế đang chốt đủ đơn bên em đi đơn ha. Đơn cho 80k ha. Rồi lên cho mấy chị một con áo dây đen này mấy chị, một con. Áo ngực
39k đồng giá thế rồi. Rồi lên cho mấy chị một con áo dây hồng này, mấy chị một con áo dây hồng cho em nha mấy chị, 45kg với đầu là vừa cho em ha. 45kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị ha, 10k thôi. 10k ai lấy con này comment cho mã dây hồng, mã dây hồng cho em ha. Rồi lên tiếp cho mấy chị con dây hồng này, con dây hồng này 50kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị. Dây hồng này 50kg với đầu là vừa cho em ha. Ai lấy con này, ai lấy con này comment cho em là A126 cho em nha mấy chị, A126 cho em ha. A126 50k, A126 10k nha mấy chị, 50kg với đầu là vừa. Áo ngực đồng giá 39k nha chị ơi. 41 cho tâm lưng 80. Có 19 rồi, ok, tâm lưng dồn đơn đủ hai con. Ủa tâm lương hai con nãy giờ có lên sổ đâu. Tâm lương nãy giờ lên sổ chứ chị. Chị tâm lương lên sổ cho em ha. Chị đủ hai con rồi, chị lên sổ cho em để bên em gọi đi hàng. Chứ nãy giờ mà chốt mà nhiều là em bỏ qua là em không chốt chị đâu. Giờ chốt ít nên là bây giờ chị lên sổ cho em mới nhớ được. Người đây chú ơi. Chị đi còn chưng chưa. Rồi lên cho mấy chị một con áo dây phi vải phi cho em nha mấy chị ha. Một con áo dây cho em nha. Một con áo dây vải phi cho em mấy chị ha. 50kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg với đầu là vừa cho em ha. 10k thôi mấy chị ha. 10k thôi. Ai lấy con này comment cho mã phi ha. Mã phi 10k dây nha mấy chị. 10k cho chị Bích Liên Vũ. Áo dây. Chị Tâm Lương ơi, chị lên số điện thoại giúp em ha. Không em xả đơn cho chị á. Hai con mà chưa đủ lên hai con mà chưa lên số luôn rồi. Chị Vi Nam Dương, Phi Nam Ari Nam Dương. Nếu mày chốt đi. Vậy như này mặc ở nhà mát ha. Rồi lên nhâm tiếp cho mấy chị một con áo dây nè mấy chị ha, một con áo dây cho em nha mấy chị. Một con áo dây cho em ha. Con này 10k nha mấy chị, 45kg với đầu là vừa cho em. Ok. 45kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 45kg với đầu là vừa, 10k thôi. Ai lấy con này comment cho mã tầm đường. Mã áo đen nha mấy chị, áo đen cho em ha. Áo đen 10k. Xài máy á. Hả? Xài máy 40 hả? Ừ. Mình kiếm coi có 40 không? Cho bạn biết. Tầm lương được 2 con rồi nha. Áo dây phi hết. Rồi lên cho mấy chị một con này size 36 cho em mấy chị ha. Size 36 cho em nha mấy chị. Trời ơi, cắn cho người nữa. 2, 4, 6, 8, 9. Cắn cho đủ người nữa. Sáng nay cắn cho người đơn thôi cũng được. Bên kia. Bên kia không có đủ. Đâu có đủ đơn đâu. Chắc là giờ chị chưa đủ đơn luôn rồi. Rồi mấy chị nào mà chưa đủ luôn ráng chốt. Ráng chốt cho em đủ đơn nha mấy chị ha. Rồi. Bên này tôi nói là anh. Rồi em đang tiếp cho mấy chị một con okay, hồng. Một con hồng này size 36 nha mấy chị ha. Một con hồng này size 36 cho mấy chị không độn ha. Ai lấy con này comment cho mã hồng nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho mã hồng, hồng 36 cho em nha mấy chị ha. Chốt đủ đơn, chị Kim Nhung còn cái đó không? Chị ơi chốt cho em đủ đơn nè. Rồi hôm nay cho mấy chị một con dạng áo bra cho em nè mấy chị. Dạng áo bra cho em nè mấy chị. Dành cho mấy chị nào đi bận đi tập gym cho em nè. Con này dành cho mấy chị nào đi tập gym cho em nha mấy chị ha. 10k thôi mấy chị ha. 50kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. Áo bra cho em mấy chị ha. 50kg với đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho em là mã bra nha mấy chị ha. Mã bra có ở có dạng tốt nha mấy chị. Ai lấy con này comment mã bra nha. Mã bra 10k cho em. Bra người ta bán 20.000 bà bán 10k. Bra người ta bán 20.000 bà bán 10k. 20. Áo ngực size mấy nhỏ nhất chị? 32 chế. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con bra này mấy chị ha. Một con bra này cho em nha mấy chị ha. 20. Cái dạng bra này là còn 34 là nhiều chế. Còn 34 là nhiều chế. Một con bra này to cho em nè mấy chị. Con này 50kg với đâu là vừa cho em mấy chị ha. Dành cho chị nào đi tập ha. Dành cho chị nào đi tập cho em nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho em là mã bra xanh cho em ha. Bra xanh cho em nha mấy chị, 20k ha. Bra 10k rồi. Cái chị Cao Huỳnh Ngọc. Cao Huỳnh Ngọc cũng chưa đủ đơn đâu. Cao Huỳnh Ngọc chưa đủ đơn đâu chế ơi. Chốt đủ đơn cho em. Cái này cũng mà chị.
Đợt này mình mua áo ngực mặc cho hấp dẫn mê luôn. Đúng rồi chế ơi, mặc cho chồng mê. Tối ngủ chị mặc áo ngực với lại quần chip thôi, không mặc đồ ngủ luôn. Không thì chị mặc áo ngực với lại cái áo mà áo mà nãy vo nó trong suốt á. À, cái áo trong suốt á, nhìn hấp dẫn hơn. Nhìn cái quán rủ. Kính rủ. Quán rủ. Chồng quân. Mê. Chồng quân rủ. Chồng mê, chồng biết mệt luôn á. Rồi em đem tiếp cho mấy chị một con đúc su xanh mấy chị ha, một con đúc su xanh cho em giống chị size 34 cho em ha. Size 34 cho em giống chị sao? Con đúc su xanh size 34 cho em mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã su xanh cho em nha. Su xanh size 34 cho em mấy chị ha. Size nhỏ. Đây size nhỏ nhất là size 32 34 ấy chị Cao Huỳnh Ngọc ơi. Đây nè size 34 này chị, size 34 cho em này ha. Con đúc su xanh size 34 cho em. Ai lấy con này comment cho mã su xanh cho em nha. Có năng ngực cho em luôn. Tiếp một con size 34 này mấy chị, một con hồng hồng su size 34 cho em này mấy chị ha. Một con hồng size 34 cho em này mấy chị ha. Một con hồng size 34 cho em, có năng ngực cho em luôn nha. Có năng ngực cho em luôn nha mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã su hồng đây cũng được này chị Cao Ngọc nè. Ai lấy con này comment cho mã su hồng cho em nha mấy chị ha. Su hồng size 34 cho em nha mấy chị. Con 9 chứ, áo khoác con 39. Rồi tiếp ai lấy con này comment cho em là su hồng nha mấy chị ha. Su hồng xanh cho chị Cao Huỳnh Ngọc. Su hồng này size 34 mấy chị ha. Đừng mấy đơn nè. Ráng thì chết. Thêm một đơn nữa. Chị nào chưa chốt đủ đơn cho em, ráng chốt đủ đơn cho em mấy chị ha. Hả? Bên dâu vậy? Không nói được 10 đơn chị. Cái này mà gọi mà nó trả nữa cái pin chết. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con size 34 nữa nè mấy chị, một con tím, một con su này size 34 nữa mấy chị ha. Con này có năng ngực cho em luôn mấy chị ha, năng ngực cho em luôn nha. Bản to cho em nha mấy chị. Bản to cho em phát điểm cho em mấy chị ha, bản to cho em phát điểm cho em nè. Ai lấy con này comment cho mã su tím cho em nha mấy chị. Su tím size 34 cho em ha, có năng ngực cho em nha mấy chị. Có năng ngực cho em luôn ha. Ai lấy con này comment cho em mã su tím. Đầm ngủ này còn tan mạc cho em luôn nè mấy chị. Một con đầm ngủ này còn mạc cho em luôn nè mấy chị ha. Mới tinh cho em luôn nè, chưa bận luôn nè mấy chị. Con này 50kg mới đầu là vừa cho em mấy chị ha. 50kg mới đầu là vừa cho em nha mấy chị. Con này em xem cho mấy chị 30k thôi ha, 30k. Còn tem luôn mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã còn tem nha mấy chị. Còn tem 30k ha, 50kg mới đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho mã còn tem 30k. Chút nè. Cho bên tâm luôn hả? Rồi lên tiếp cho mấy chị một bộ còn tem đấy mấy chị nè. Em lên tiếp cho mấy chị một bộ dây còn tem cho em luôn nè. Ủa em mùi thơm đây. 55kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ngon không? 55kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị hả? Nhớ. Cảm ơn Chu nha. Rồi chị Cao Huỳnh Ngọc. Chị Cao Huỳnh Ngọc tụt đơn rồi nè. Rồi con này 55kg là vừa nha mấy chị ha. Con này em đem cho mấy chị một con bộ này còn tan mạc cho em luôn nha mấy chị. Còn tem cho em luôn ha. 55kg mới đầu là vừa cho em mấy chị ha. Con này nè. Quần nha mấy chị, bộ quần cho em ha. Bộ quần cho em nha mấy chị ha. Bộ quần lửng cho em nha mấy chị. Còn tem cho em luôn. Con này em xem cho mấy chị 30k. Lấy con này comment cho mã bộ cho em. Bộ còn tem nói luôn không? Ai lấy con này comment cho mã bộ nha mấy chị. Mã bộ 30k cho em ha. 55kg mới đầu là vừa. Chút mã kèm xô cái gì ơi. Chồng mê mà vợ ngủ không được. Em thích chị ơi. Thích nhân ngủ. Em thích cũng méo được. Thích cũng méo được. Em đây thích cũng méo được. Rồi lên cho mấy chị một con áo dây nè mấy chị ha. Con này 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị.
50kg mới đầu là vừa cho em mấy chị ha, 10k thôi, 10k 50kg mới đầu là vừa cho em mấy chị ha. Lấy thuốc này comment cho mẹ áo dây cho em nhắm chị. Áo dây 10k cho em ha, áo dây 10k cho em, 50kg mới đầu là vừa. Bộ quần 30k cho chị Bích Tiên Vũ. Bộ quần là 30. Nguyên bộ đấy. Màu khác nhau mà nhau đấy à. Anh ra. Anh ra. Chua hết. Chua. Chua hết à. Chua hết á. Chua. Chua khi nào đi học lại. Chua hết à. Chua đi học không. Chua đúng không. Rồi đây cho mấy chị một con đầm này mấy chị, một con đầm này mấy chị ha. Một con đầm này 50kg mới đầu là vừa cho em nha mấy chị. Đầm này 50kg mới đầu là vừa cho em mấy chị ha. Vải này bận cực kỳ mát luôn á mấy chị. Vải này nó lỗ nó mát rồi mấy chị. Bộ quần nó lỗ đó chị ơi. Bây giờ chị chốt cái áo này được không? Cái áo này 10k chốt cho chị Bích Liên Vũ nha. Rồi cái này 10k 20k mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã đầm dây. Đầm dây 20k nha mấy chị ha. 50kg mới đầu là vừa. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con áo dây đen này, mấy chị một con áo dây đen này cho em ha. Con này, con này 45kg mới đầu là vừa cho em nha mấy chị. 45kg mới đầu là vừa cho em ha. 10k thôi, ai lấy con này cầm lấy cho em mặc áo đen cho em ha. Áo đen 10k. Rồi lên cho mấy chị một con đầm này, con đầm ngắn tay cho em nè mấy chị. Đầm sắc đất cho em nè mấy chị ha. Con đầm sắc đất này, con này 50kg mới đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 50kg mới đầu là vừa cho em mấy chị ha. Con này em sẽ cho chị 20k. Ai lấy con này comment cho mã sắc đất, sắc đất 20k. Đầm 20k bên Tiên Vũ. Chị Bích Liên Vũ chị hút 30 cái cho em, 30 cái bận mỗi tối một cái cho em tới tháng sau hãy quay lại. Cứ mỗi đêm mỗi bộ. Kiểu này là trong dịp Tết. 3 tấn. 3 tấn nguyên đêm. Rồi lên cho mấy chị một con áo dây nè, một con áo dây 10k mấy chị ha. Con này đẹp mấy chị ha, con này đẹp nè, con này còn mới đẹp cho em nè. Ai lấy con này comment cho em là A584 cho em nha mấy chị. A584 cho em là A584 10k. Rồi con này 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em. Ai lấy con này comment cho em là A587 cho em ha. A587 10k cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho em là A587. Còn đây giống chị một con áo ngực size 34 này mấy chị ha, một con áo ngực size 34 cho em nha mấy chị. Bản to cho em mấy chị ha, bản to con này bản to cho em nha mấy chị, bản to cho em mấy chị cho em ha. Một con đút su đỏ cho em nha mấy chị ha, một con đút su đỏ cho em size 34. Ai lấy con này comment cho mã su đỏ cho em nha mấy chị ha, một con su đỏ cho em, su đỏ size 34. Rồi lên cho mấy chị một con áo dây đẹp nè mấy chị, một con áo dây đẹp nè mấy chị ha, một con tím này đẹp nè mấy chị, sexy nè ha. Ai lấy con này comment cho mã tím mẹ. Ai lấy con này comment cho mã tím ha, mã tím 10k cho em, 50kg bắt đầu là vừa. Rồi em lên cho mấy chị một con bộ đùi nè mấy chị, một con bộ đùi cho em mấy chị ha. Đi tay nữa. Sao vậy mà không? Đi. Sao nó mười mà không? Con này nhớ để tay cho tao luôn nha. Rồi nè. Đỏ á, đỏ á. Đi đi bên kia, đi bên kia đi. Đây. Em lên cho mấy chị một con bộ này mấy chị ha, một con bộ này đẹp mấy chị, một con bộ đùi này đẹp mấy chị ha, một con bộ đùi này 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em, bộ đùi cho em nhé chị ha. 20k thôi. 20k thôi mấy chị ha, 20k thôi. Ai lấy con này comment cho mã bộ đùi nha mấy chị. Bộ đùi 20k cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa. Rồi á. Chết bây giờ. Bộ đùi 20k 50kg bắt đầu là vừa hả? Ừ thì bỏ tay ra. Tay không?
đầm. Đầm hết rồi. Rồi đầm đây nè mấy chị, đầm nè. Một con đầm dây nè mấy chị ha. Bộ đùi. Đấy mẹ. Bộ đùi 30 cho chị Ari Nam Dương. 20 hả? Rồi lên cho mấy chị một con đầm dây này mấy chị, con này 50kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị hả, 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, một con đầm dây ha. Ai lấy con này comment cho mã đầm dây nha mấy chị, đầm dây 20k cho em nha mấy chị, đầm dây 20k cho em ha, 50kg bắt đầu là vừa, ai lấy con này comment mã đầm dây. Bỏ đùi cho chị Ari Nam Dương rồi nha. Này thấy có cái quần này nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con áo dây này mấy chị, một con áo dây này 50kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị thôi, 50kg bắt đầu là vừa cho em. Ai lấy con này comment cho mạng áo dây cho em ha. Đó, cái kia kìa. Đây này gần cái chơi thu đỏ. À, đầm dây cho chị Ngọc Bích nè, Ngọc Bích chốt đủ đơn nha, 30 được không? 20. Ngọc Bích chốt đủ đơn cho em chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một con áo dây mấy chị ha, con này 50kg bắt đầu là 10 cho em ha. 10k lấy con này comment cho em là A560 cho em mấy chị ha, A560 10k cho em. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con áo dây dễ thương nè mấy chị, một con áo dây dễ thương nè. Con này cũng 10k thôi mấy chị không? Rồi lên cho mấy chị một con áo cúp ngực nè mấy chị, một con áo ngủ cúp ngực nè mấy chị ha, áo ngủ cúp ngực. Rồi lên cho mấy chị một con áo ngủ cúp ngực cho em nha mấy chị, có mút độn phía trong cho em mấy chị ha, có mút độn phía trong. Áo dây 10k cho chị Liên Vũ. Có mút độn phía trong nha mấy chị, 10k thôi ha. Ai lấy con này comment cho mạng cúp ngực cho em ha. Áo cúp ngực cho em nha mấy chị, có mút độn phía trong ha, 10k. Em được đâu rồi. Cái này là tấm áo luôn. Tấm áo có bán rồi. Dài gì mà xuống như thế này. Đây thẳng. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con áo dây nè mấy chị, một con áo dây này hả, một con dây ren nha mấy chị, một con dây ren này là 50kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị hả, 50kg bắt đầu là vừa cho em ha, 10k thôi, 10k. Ai lấy con này comment cho mã dây ren cho em nha, dây ren 10k mấy chị hả. Sao mấy ai ký ông vừa rồi chị ơi. Rồi tiếp một con áo dây đen nè mấy chị, vải phi cho em mấy chị ha, vải phi cho em nha mấy chị, áo dây đen vải phi cho em ha. Ai lấy con này comment cho mã dây đen cho em nha, dây đen vải phi 10k. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con áo này mấy chị, một con áo này 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, 50kg bắt đầu là vừa cho em ha, có mút độn cho em nha mấy chị ha, có mút độn ngực cho em nha, 50kg bắt đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho em là mã độn, ai lấy con này comment cho mã độn ha, mã độn 10k. Rồi lên cho mấy chị một con áo ngực nè, một con áo ngực ren nè mấy chị, một con áo ngực ren size nhỏ này mấy chị, size 32 cho em nha mấy chị ha. Size 32 cho em nha mấy chị, một con áo ngực size nhỏ cho em thôi. Size ren là cái nào trời? Comment đúng mã cho em đi chị Đại Thảo ơi. Có size ren đâu? Có, không được. Ờ phải lấy cái phía dưới. Đi bỏ qua rồi. Ở phía dưới cái con áo màu trắng á, mình nó có cái ren chắc là thôi, bây giờ chắc khi này có ren đâu. Rồi một con ren xám thì mấy chị, một con ren xám là size 32 cho em nha mấy chị, size nhỏ nhất cho em này mấy chị, con này không độn ha. Ai lấy con này comment cho mã ren xám cho em nha mấy chị, ren xám size 32 cho em ha, ren xám size 32.
kia, áo bên áo mũ ấy. Đấy hả? Áo độ là áo gì trời? Nó có cái động lực á. Đó, 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 cái dưới. Cái này ờ, cái đó. Có mà đúng mã đi chè ơi. Đúng áo hả? Độ là màu vàng. Rồi ok. Đào Thảo chốt đủ đơn cho em. Sáng chốt đủ đơn cho 80k bên em đi đơn nha mấy chị hả? Rồi đây nha mấy chị, một con áo ngực hồng cho em nha mấy chị hả? Một con áo ngực hồng cho em nha. Con này size 38 cho em nha mấy chị, size 38 cho em hả? Được size 38 thì lại mất dây. 39.000 chị mặt trời của bé ơi. Chốt đi. Rồi một con áo ngực size 34 nha mấy chị, một con áo ngực size 34 cho em độ 5 phân. Mất dây nữa. Rồi lên cho mấy chị một con đốt su này mấy chị, một con đốt su này độ ngực cho em. Sao toàn bộ là nước cháy chị ha. Rồi chị đốt chốt đủ đơn luôn cho em chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một con là 38 đốt su màu hồng này mấy chị, một con 38 đốt su màu hồng cho em nha mấy chị ha. Vải này là vải su cho em mấy chị ha. Thông thông mồ hôi cho em ha. Có nâng ngực cho em luôn nha mấy chị, có nâng ngực cho em luôn ha. Ai lấy con này comment cho mã su hồng cho em ha. Su hồng size 38 cho em nha mấy chị, su hồng size 38 cho em ha. Một con size 32 này mấy chị, một con độn cho em mấy chị ha, một con độn 3 phân size 32 cho em nha mấy chị. Một con su đen cho em ha, một con su đen độn 3 phân cho em nha mấy chị ha, size 32. Ai lấy con này comment cho mã su đen cho em ha. Su đen size 32 nha mấy chị, áo ngực đồng giá 39k, áo ngực đồng giá 39k ha. Ai lấy con này comment cho mã su đen size 32 cho em ha. Con ren xanh này size 36 cho em ấy gì hả? Su hồng 34 hả? Ừ. Đúng rồi con đấy đó. Rồi su hồng 34 cho chị Cao Huỳnh Ngọc. Đâu cái này 36. Con đó sao? Có su hồng nào chế ta? 34 màu đen chứ. Su hồng 34 luôn. Rồi lên cho mấy chị một con đen xanh nha mấy chị, một con đen xanh này size 36 cho em nha mấy chị. Một con đen xanh này size 36 cho em, có nâng ngực luôn cho em luôn mấy chị ha. Có nâng ngực cho em luôn ha. Ai lấy con này comment mã đen xanh nha mấy chị. Mã đen xanh này size 36 cho em ha. Mã đen xanh size 36 có nâng ngực. Một con bạn nhỏ này size 38 cho em mấy chị, size to cho em nè. Một con bạn nhỏ size to cho em mấy chị ha. Cái con bạn nhỏ và size to là cực kỳ ít nè, còn sót lại một con này mấy chị. Còn nu cho em ha. Ai lấy con này comment cho bạn bạn nhỏ cho em nha mấy chị. Bạn nhỏ size 38 cho em mấy chị ha. Bạn nhỏ size 38 cho em ha. Màu nu có năng ngực cho em luôn. Rồi đây tiếp cho mấy chị một con bra xanh nè, một con bra xanh size 34 nha mấy chị. Một con bra xanh size 34 cho em ha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con bra xanh cho size 34 cho em nha mấy chị. Size 34 cho em ha, độ 3 phân cho em nha mấy chị, độ 3 phân cho em ha. Ai lấy con này comment cho mã bra cho em nha mấy chị. Bạn nhỏ size 38 cho chị Mỹ Yên. Mỹ Yên chốt đủ đơn luôn nha chị ơi. Sáng chốt thêm một con nữa cho đủ đơn nha mấy chị ơi. Rồi con này size á. Size 34 cho em nha mấy chị, size 34 cho em. Ai lấy con này comment mã bra nha mấy chị. Bra size 34 cho em mấy chị ha, bra size 34.
size 38 không ta? Ừ, giờ size 38 đây, chốt cho chị kia cho đủ đơn này. Mỹ Hiền ơi, con này size 38 đây, chốt cho đủ đơn luôn. Con này size 38 nè chị, con đút xu hồng này size 38 nè chị. Bây giờ hết size to rồi. Còn sót lại 1-2 con thôi, chị ơi gắng chốt cho em con này nè. Con này size 38 nè chị, con xu hồng này size 38 có năng ngực cho em luôn nè chị. Có năng ngực cho em luôn nè ha, xu mềm cho em nó gì ha. Con này size 38, ai lấy con này comment cho mã xu hồng. Xu hồng size 38 cho em gì ha, chị đáng lấy con đó cho đủ đơn nè. Rồi một con đút xu xanh cho em nha chị, một con đút xu xanh này size 34 cho em mấy chị ha. Con đút xu xanh này size 34 cho em nha chị. Áo ngực 39k chị ơi. Đồng giá 39k nha chị ơi. Đi nhíu rồi. Rồi tiếp một con này là size đút, con đút xu xanh nha mấy chị. Con này có năng ngực cho em luôn chị ha. Con này có năng ngực cho em luôn. Rồi, ai okay, lấy con này comment cho mã xu xanh cho em ha. Ai lấy con này comment cho em mã xu xanh cho em nha chị. Xu xanh năng ngực cho em nha, size 34 cho em ha. Đinh Thị Ngọc Tiết áo ngực xinh phải mấy tiền? 39k tiền chị ơi. 39k một cái nha chị ơi. Đồng giá 39k. Áo ngực là 39.000 nè. Chị nào hỏi sao 34 nãy giờ lên 34 nhiều sao không lấy? Sao 34 nhiều lắm. Ờ sao 34 giờ còn toàn là sao 34 luôn nè. Chị nào sao 34 là sao của mình. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con size 34 nè mấy chị, một con size 34 nè mấy chị, một con size 34 bạn nhỏ cho em nè mấy chị. Con này không độn cho em ha, đút xu cho em nha, không độn cho em nha mấy chị, size 34 cho em nè ha. Ai lấy con này comment cho em là A282 cho em nha mấy chị, A282 cho em size 34. A282 size 34 mấy chị ha, không độn cho em, ai lấy con này comment cho em là A282. Rồi tiếp cho mấy chị một con xám nè mấy chị, một con ren xám này size 34 luôn đó mấy chị. Một con ren xám này size 34 cho em luôn ha. Một con ren xám này size 34 luôn cho em mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã ren xám nha mấy chị. Ren xám này size 34 cho em ha, ren xám size 34. Có lấy siêu nâng size 38. Cái nào siêu nâng size 38 chị? Chả biết. Nãy giờ có một size 38 chị kia chốt rồi. Lên cả tầm mấy phút rồi các chị không chốt xuống like này, các chị ơi chốt đủ đơn cho em nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con ren xám cho mấy chị ha, một con ren xám này size 34 cho em nha mấy chị, không độn cho em ha. Size 34 ai lấy con này comment cho mã ren xám nha mấy chị. Ren xám size 34. Xài từ bữa giờ đâu có tìm tỏ hả, đâu có là xài như mấy người dạ thì em nhắc. Rồi tiếp em lên cho mấy chị một con áo dây nha mấy chị. Con này 55kg là vừa cho em nha mấy chị ha. 55kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Con này 55kg bắt đầu là vừa cho em ha. 10k lấy con này comment cho em là áo dây đen cho em ha, dây đen. Chị mua như thử 30 mấy ạ. Ép của em hồi mới ra hả, ép 9 nè. 8 triệu. Và nội trang đó. Chị thì chị mua xài cho có thôi. Mà thằng cô nó đập giờ nó vậy đó, chưa có tiền thu lại đó. Mua xài cho có thôi. Bộ ép chín. Rồi em đây cho mấy chị một áo dây này đẹp nữa chị. Con này 45kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị ha. 45kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. Con này đẹp nè, 10k thôi mấy chị. 10k thôi ha. Ai lấy con này comment cho em là A290 cho mấy chị ha. A290 10k cho em nha mấy chị. A290 10k cho em thôi, 45k nha. 45kg bắt đầu là vừa. Cái này mình chẳng biết là cái gì luôn. Rồi lên cho mấy chị một con đầm dây này mấy chị, một con đầm dây ngắn cho em mấy chị ha, cực kỳ sexy cho em luôn mấy chị, màu xanh ngọc cho em ha, cực kỳ sexy cho em. 10-20k nha mấy chị, 20k cho em ha, 20k áo dây cho chị Bích Liên Vũ. 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha, đầm ngắn cho em nha mấy chị, đầm ngắn cho em ha. Ai lấy con này comment cho em là A40 cho em ha, A40 cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa ha, 20k. Đầm ngắn là cái nào ta? Có
đó 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 cái màu xanh đó đó, có mã mà đọc mà không chịu chốt mã có cái con nó mới lên ấy, nãy giờ đâu có con mã mà cái đây đúng không, cái đó là áo dây. Ừ, cái đó làm nó cái đó cái này sẽ làm mới được đơn. A2 9 0 cái con này đầm dây 20k bích liên vũ. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con áo ngực nè. Rồi lên thêm con này xuống lai này mấy chị ơi. Rồi lên cho mấy chị con này mấy chị ơi. Con này sao mấy đây trời. Thôi xuống lai mấy chị ơi. Thôi mấy chị không chốt em xuống lai ha.